Gái nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em ha. Mỗi chị cho em này 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nhá. Chia sẻ đẩy lực view giúp em này lên 50 người nhá. 50 người em bán set đầu like này, set đầu like này với giá là 49k thôi nhá. Áp dụng là chia sẻ bài ạ. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em nhá. Rồi em chào chị Trang Huyền này, chào chị Lê Thị Lan Anh nha, chào chị Mỹ Hạnh Trần này. Rồi mọi người ai xem like cho em một nút chấm và tương tác lên giúp em ha. Chấm chia sẻ bài giúp em này. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Bên em đang chơi game hả? Chú ơi. Cái gì vậy? Ê. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm này cho chị Nghi Giả Nguyễn nè. Rồi xin chào này, chào chị Ngọc Nguyễn nè, chị Ngọc Châu nha, chào chị Bình Lê này. Mọi người đẩy lực view giúp em lên 50 người, em sẽ bắt đầu like luôn hả? Lên 50 người em like set nguyên set đầu like này, nguyên set đầu like với giá chỉ có 49k thôi nhá. Áp dụng là chia sẻ bài này, mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nhá. Lên 50 người em sẽ bắt đầu like luôn nhá. Rồi chấm lên tương tác của em nào cả nhà ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Dạ sườn xám em không có like hôm nay, em like đầm nhung à, em hôm nay em like nhung nhá chị nhá. Em xả nhung này, hôm nay chỉ nhung 100k 3 cái thôi nhá. Rồi tương tác mạnh tay giùm em nào mọi người ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Chấm lên giùm em nào mọi người ơi. Đầu like em bán nguyên set này với giá chỉ có 49k là áp dụng chia sẻ bài nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm và tương tác lên giùm em nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm ạ. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Sao tự nhiên đừng yên à. Chào chị Hà Trấn Thành nhá. Rồi em chào mọi người ạ. Rồi chị chạy bị chào chị Bích Ngọc nhá. Lên 50 người nào mọi người ơi. Dạ áo dài em hôm qua em like rồi chị ơi. Em chưa có về lô mới, khi nào mà về lô mới em sẽ thông báo chị nhá. Rồi lên 50 người nào mọi người ơi. Lên 50 người em sẽ bán set nguyên set đầu like này với giá chỉ có 49k. Nói chung là đầm ngủ này. Cái này là như kiểu như là đồ ngủ nhá, đồ ngủ đây, nguyên set ngủ nhá các chị yêu nào. Rồi chào chị Phạm Hà này. Rồi chấm lên thôi em nào mọi người ơi, lên lượt view giùm em này 50 người nhá. 50 người em bán set nguyên set đầu like chỉ có 49k thôi nhá. Rồi chào chị Sâm Dương này. Chị nào đã chia sẻ thì comment giùm em đã chia sẻ nhá. Hôm nay em sẽ like bằng hai máy nên là các chị phải nhanh tay giúp em ha. Rồi chấm lên tương tác với em nào mọi người ơi, chấm chia sẻ đại lực view giúp em nào. Rồi, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Like sườn xám hả? Mai sẽ like sườn xám chị nào. Rồi mọi người ơi, chị nào đang xem like cho em một nút chấm và tương tác mạnh tay giúp em nào mọi người ơi. Rồi chào chị Loan Cindy này. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn nha. Đầu like này. Đầu like con này nha. Con này nói chung thì bao nhiêu ký mặc cũng được nha. Bao nhiêu ký mặc cũng đẹp này. Các chị có thể mặc ở nhà mặc ngủ nào. Mặc cực kỳ thoải mái luôn các chị yêu nhá. Rồi 50 ký, nói chung là bao nhiêu ký mặc cũng đẹp luôn con này nhá. Rồi bao nhiêu ký mặc cũng đẹp free size con này nha các chị yêu nào. Rồi 49k này, 49k này. Rồi lên xem em mã. Mã đỏ này, mã đỏ kèm số em nha. Cho em mã đỏ kèm số em này chỉ có 49k thôi nha. 49k này, 49k cho em mã đỏ kèm số em nha các chị yêu nào. 49k cho em mã đỏ nhá. Mã đỏ 49k kèm số điện thoại giúp em. Nguyên set này là chỉ có 49k thôi nha. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số em này. Lên xem em mã đỏ nha. Lên xem em mã đỏ kèm số em là 49k cho em đỏ nè. Đỏ 49k kèm số em này. Chấm bài tương tác bên tay giúp em là mọi người ơi. Đỏ 49k kèm số em là đỏ 49 nhá. 49k này, 49k cho em mã đỏ nhá, mã đỏ 49k kèm số em này. Hôm nay em xả sập xà luôn nha các chị ơi, đồng giá chỉ có 100k 3 cái là áp dụng chia sẻ bài nè. Tôi rồi em bán chị ơi, em bán nè. Mã đỏ nha các chị ơi, cho em mã đỏ nhá, mã đỏ kèm số em này. Rồi mã đỏ này, mã đỏ cho chị Thúy Vi nha, đỏ cho chị Thúy Vi này 49k nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn ha, đồng giá này 100k 3 cái, áp dụng chia sẻ bài nhá. Dạ hàng si chị nhá, hàng si nhá. Rồi em bắt đầu like luôn nha các chị ơi, một con áo kiểu kêu siêu xinh này. Rồi mã đỏ em hết rồi, trời ơi đỏ em hết rồi nha. Rồi một con siêu đẹp, con này 60k qua đầu là mang đẹp con này nhá. Rồi 60k qua đầu con này. Rồi 60k qua đầu. Rồi lên xem em mã số 1 kèm số em này cho em mã 1 nha. Mã đỏ em hết rồi trời ơi. Lên xem em mã 1 đồng giá chỉ có 100k 3 cái, chưa bao giờ mà có giá này đâu nha các chị yêu nào. Rồi lên xem em mã 1 này, mã 1 kèm số em này 100k 3 cái cho em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số em này, con này 60k qua đầu gì cũng được nha các chị yêu nha. Rồi em thấy chị Diệp Trần chị ơi. Dạ có nha chị Bé Ngọc ơi, có nhá. Rồi chào chị Mai Quỳnh Anh nè. Rồi lên xem em mã 1 kèm số em này đồng giá 100k 3 cái cho em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số em ạ. Rồi lên xem em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số em này, chấm lên hộ em nào mọi người ơi. Rồi lên xem em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số em này. Cho em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số em ạ. Mã 1 nhá. Rồi lên xem em mã 1 ạ. Rồi cho em mã 1 nhá.
Mã số 1 kèm số của em này. Rồi quần này, cái này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu làm em vừa nhá. 55kg quay đầu làm em vừa con này. Rồi lên xem em mã đen kèm số của em này. Mã đen kèm số của em nha các chị yêu nào. Rồi lên xem em mã đen. Cái này như kiểu dạng quần ống suông này các chị này. Rồi lên xem em mã đen kèm số của em này. Rồi mã đen nha. Mã đen kèm số của em này xả các chị 100k 3 cái luôn nhá. Rồi lên xem em mã đen. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Rồi mã đen này, mã đen kèm số của em nha các chị yêu nhá. Mã đen này, mã đen kèm số của em là đen nhá. Rồi lên xem em mã đen. Rồi mã đen này, mã đen kèm số của em này cho em mã đen nha, mã đen kèm số này. Rồi chấm bài của em nào mọi người ơi, mã đen kèm số của em nha. Hôm nay xả sập sàn rồi các chị yêu ơi, hôm nay xả sập sàn rồi nhá. Rồi mã đen kèm số của em ạ. Mã đen nha. Rồi lên xem em mã đen kèm số của em ạ. Rồi con này chị nào một con đầm siêu đẹp nha các chị yêu nào. Con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu làm em vừa con này nhá. 52kg quay đầu làm em vừa. Rồi lên xem em mã số 2 kèm số của em này cho em mã 2 nha. Mã 2 kèm số của em là một con đầm siêu xinh nhá. Rồi lên xem em mã 2 kèm số của em cho em mã 2. Mã 2 kèm số của em ạ, à, mã 2 nha, mã 2 kèm số của em ạ. À. Mã 2 kèm số của em này. Rồi mã đen này, mã quần đen cho chị Nguyễn Thị Lan này, quần đen cho chị Nguyễn Thị Lan nhá. Rồi chấm bài cho em nào mọi người ơi. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị, con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu cho em mã beo. Mã 2 cho chị Diệp Trần này. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã beo, chốt đủ đơn 100k 3 cái cho em nhá mọi người ha. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã beo. 52kg quay đầu là mang vừa xả các chị luôn đồng giá luôn nhá. Rồi lên xem em mã beo kèm số của em này. Rồi lên xem em mã beo kèm số của em là dạ có nhá chị, mùa khô, mùa thu lá khô. Rồi lên xem em mã beo kèm số của em này cho em mã beo nhá, mã beo kèm số của em ạ, mã beo. Rồi cho em beo, beo kèm số của em này. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Mã 2 em hết rồi chị ơi, mã 2 em hết rồi nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu là mang vừa. 55kg quay đầu mang vừa cho em mã lạ kèm số của em này. Rồi lên xem em mã lạ kèm số em đi cho em mã lạ nhá, mã lạ kèm số này, mã lạ nhá. Rồi lên xem em mã lạ kèm số của em nè. Mã lạ nhá. Mã lạ kèm số của em nè. Mã lạ. Tiết kiệm chị ơi. Tiết kiệm bây giờ là quốc sách chị ơi. Mã lạ kèm số của em cho em mã lạ nhá, mã lạ kèm số lạ cho chị Ngọc Châu ạ. Lạ cho chị Ngọc Châu nhá. 55kg quay đầu là mang vừa con này. 55kg quay đầu là mang vừa. Rồi lên xem em mã số 5 kèm số em, dạ em thấy chị Bích Ngọc nhưng mà chị chốt sau nha. 55kg quay đầu là mang vừa. 55kg quay đầu là mang vừa. 55kg quay đầu là mang vừa cho em mã 05 kèm số em này. Lên xem em mã 05 nha. Chị Nguyễn Huệ chốt mã beo cho. Rồi lên xem em mã 05, chào chị Mai Phương. Lên xem em mã 05. Mã 05 kèm số em là cho em mã 05 kèm số em là mã lạ em hết rồi trời ơi. Lạ của chị Ngọc Châu rồi nhá, lạ của chị Ngọc Châu rồi nè. Rồi con này siêu đẹp luôn nha. Rồi chấm bài tương tác của em nào mọi người ơi. Chào chị Mai Phương nha. Chị Nguyễn Huệ ơi, cháu hàng lên số giúp em. Mã 05 của chị Mai Luân Giang. 05 cho chị Mai Luân Giang này. Con này siêu đẹp luôn nha các chị yêu nè. 05 cho chị Mai Luân Giang rồi nhá. 55kg quay đầu là em vừa. 55kg quay đầu là em vừa con này ha. 55kg quay đầu làm em vừa. Rồi lên xem em mã xanh đen kèm số của em này cho em mã xanh đen nhá. Rồi lên xem em mã xanh đen. Ok chị đẹp nào. Rồi lên xem em mã xanh đen kèm số của em này. Cho mượn luôn. Lên xem em mã xanh đen. Mã xanh đen kèm số của em này. Mã xanh đen kèm số của em ạ. Có bộ không em nhỉ? Có bộ chị nhá. Có bộ nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu làm em vừa. Rồi ok chị Mai Phương nào. Rồi 55kg quay đầu là mang vừa con này. Một con ống. Nói chung là dạng con này như kiểu dạng ống ba nha các chị yêu này. 55kg quay đầu. Rồi lên xem em mã số 02 kèm số của em là mã 02 nhá. Rồi lên xem em mã 02 này cho chị Kim Hiền. Cho em mã 02 kèm số của em ạ. Rồi lên xem em mã 02 mã xanh cho chị Bích Ngọc này. Xanh cho chị Bích Ngọc nhá. Rồi mã 02 kèm số của em này. Rồi em lên. Ok 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 chị Nguyễn Huệ nha. Chốt cái đủ đông cho em nha chị ơi. Em lên bộ nào. Có áo kiểu không? Có nha. Có chị ơi. Rồi em lên nguyên bộ nha các chị. Em này 60kg quay đầu là em vừa nguyên bộ. Xả các chị giá sập sàn luôn nha các chị ơi. Mã 02 cho chị Lệ Thị Lan Anh nè. Rồi xả sập sàn luôn các chị nhá. Con này xả sập sàn các chị luôn. Lên xem em mã bộ này 99k mã bộ kèm số của em. 99k mã bộ kèm số của em này. Bộ 99k free size con này nha các chị ơi. Chưa bao giờ mà có giá này luôn các chị yêu nào. Các chị đi ra, các chị em phải nói là bộ riêng quần đã mất mấy chục ngàn rồi.
cần 100.000, riêng áo nữa là mất phải nói 200 mấy nha các chị ơi. Là giờ em xả cho các chị có 99k thôi. 99k này cho xem em mã bộ. Mã bộ 99k kèm số của em ạ. Bộ 99k này. 02 Lê Thị gì đây? Lan Anh. Mã 02 này, mã 02 cho Lê Thị Lan Anh, khách cũ ạ. Rồi lên xem em này, cho đây mã bộ này, mã bộ nhá. Mã bộ kèm số em là 99k nha. 99k mã bộ. Rồi. Con này như kiểu dạng đầm ngủ nha các chị em ạ. Cực siêu view luôn nha. Rồi lên xem em mã dây kèm số em là, trời ơi, mã dây kèm số nhá. Rồi lên xem em mã dây. Mã dây kèm số em con này chỉ nào cỡ tầm 53 kg quay đầu nhá. 53 kg quay đầu cho em mã dây. 53 kg quay đầu dây, mã beo em hết lâu rồi chị ơi, em còn bộ nhá. Rồi, lên xem em mã dây. Em bây giờ em đang xả cho hết hàng á chị Thoa Đinh Thi ơi. Rồi con này lên xem em mã dây. Mã dây kèm số em cho em mã dây nhá. Mã dây kèm số em này. Rồi mã dây. Rồi cho em dây kèm số em dây. Mã dây của chị Diệp Trần. Dây cho chị Diệp Trần này. Mã một em hết rồi chị ơi. Rồi con này size nhỏ nha các chị yêu này. Mã 1. Mã 1 lấy cái này. Chị mã bộ chứ không có mã 1. Mã 1 cho chị Phạm Hạnh nào. Rồi con này chị nào 52kg quay đầu làm em vừa. 52kg quay đầu làm em vừa này. Rồi mã bộ cho chị Phạm Hạnh luôn nhá. 52kg quay đầu làm em vừa. Cho nên mã 02 kèm số của em là mã 02. 52kg quay đầu làm em vừa mã 02. Mã áo này, mã áo đi, mã áo. 52kg quay đầu cho em mã áo kèm số của em là mã áo. Rồi con này khoác này các chị này. Rồi con này là khoác nha các chị yêu nào. Rồi lên giùm em mã khoác này, 50k, 49k cho em mã khoác này. 49k mã khoác kèm số của em này, 49k. Có ai gọi cho chị Hà Tuyết ơi, gọi là hàng đã đi rồi nhá. Rồi 49k mã khoác của em ạ. Khoác 49k kèm số của em, khoác 49 ạ. Khoác 49k kèm số của em nhá, khoác 49 ạ. Rồi mã 02 này, mã 02 là mã áo ạ. Chốt hàng lên số giúp em đi chị ơi. Chốt hàng lên số các chị yêu ơi, chốt hàng lên số giúp em với ạ. Rồi quần này 50kg quay đầu làm em vừa con mã, này. Mã bộ em cho chị Phạm Hạnh rồi nha. Một con lưng cao 50kg quay đầu làm em vừa. Rồi lên xem em mã quần kèm số của em này. Cho em mã quần nhá. Mã quần kèm số của em này 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu làm em vừa cho em mã quần. Mã quần kèm số của em ạ. Mã quần nhá. Chốt đi các chị ơi, 100k 3 cái nhá. Đó nó rẻ. Bây giờ xả cho nó hết hàng cho nó gọn nhà thôi các chị ạ. Mã khoác cho chị May luôn ra ạ. 49k nha. Rồi con này cho em nha, các chị nghe kỹ cho em nha. Đó, con này một con mỉm nhung rất là dày luôn. Rồi lên cho là mã số 07 cho em nha. Rồi đồng dáng luôn, mã số 07, ai lấy chút là mã số 07 cho em. Free size 07 này, mã 07 nha. Rồi okay, mã quần okay, ạ. Chị Nguyễn Lai nha. Rồi đúng rồi, đồng giá 100k chị ơi. Rồi lên xem em này, rồi lên xem em. Cái gì mã gì? Mã 07. Mã 07 kèm số em là 07 nha. Free size 07 ạ. Mã quần em hết rồi ạ. Mã quần của chị Sang Sang nha. Rồi con này 60kg quay đầu cho em mã xám ạ. 60kg quay đầu là em vừa cho em mã xám kèm số của em nè. Rồi 60kg quay đầu cho em mã xám nhá. Rồi 60kg quay đầu cho em mã xám ạ. Mã xám kèm số của em nhá. 60kg quay đầu ạ. Rồi 60kg quay đầu cho em mã xám nhá. Mã xám kèm số của em ạ. Rồi áo beo các chị này, 52kg quay đầu lên giùm em beo. 52kg quay đầu là em vừa cho em mã beo kèm số của em ạ. 52kg quay đầu là mang vừa. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã beo, mã xám đi. Cho hệ lên số các chị ơi. Mã xám của chị Yến luôn. Rồi lên xem em mã beo kèm số của em ạ. Mã beo nha, cho em mã beo ạ. Trời ơi, chân váy cung cho. Mã 07 của chị Thanh Hồng. Trời ơi, chân váy các chị nào. Rồi lên xem em mã chân váy kèm số của em. Chị nào 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã chân váy ạ. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã chân váy kèm số của em này. Ở đâu ra mà có 100k 3 cái trên này. Đây cho em mã chân váy nhá. Họa tiết là hình theo nha các chị nào. Họa tiết là hình theo. Rồi đây xem em mã chân váy này. Mã chân váy kèm số của em nhá. Rồi cho em mã chân váy á. Dạ đúng mã rồi. Chân váy kèm số của em. Đồ xi nha chị ơi. Đồng giá 100k 3 cái. Cái nào là siêu phẩm em sẽ báo giá sau nha. Còn không báo giá là 100k 3 cái nha các chị ơi. Rồi lên xem em mã chân váy á. Rồi đầm này siêu đẹp luôn nha các chị nào. Một con đầm siêu đẹp nhá. Chân váy của chị khách băng sĩ. Chốt hàng đủ đơn giúp em nha chị ơi. Một các chị chốt đủ đơn giúp em với ha. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu cho em mã vàng. 52kg quay đầu là em vừa cho em mã vàng kèm số em rồi. Ok chị Hà Tuyết ạ. Rồi lên giúp em mã vàng. Mã vàng kèm số của em này. Mã vàng nha. Mã vàng kèm số của em. Mã vàng này. Chấm bài giúp em nào mọi người ơi. Rồi lên giúp em mã vàng nha.
Có gì em bố em để em xem lại cái đơn của chị nha chị. Rồi con này cho em mã xám kèm số em 50 kg quay đầu. 50 kg quay đầu cho em mã xám ạ. Trong váy em hết rồi. 50 kg quay đầu cho em mã xám kèm số em này, đồng giá chỉ có 100k 3 cái thôi các chị ơi. Áp dụng là chia sẻ bài nha. Rồi con này lên xem em mã xám này. 52 kg quay đầu cho em mã xám kèm số em này, mã xám đó. Mã xám này, bọn em chỉ coi sau giờ đá thôi chị ạ. Mã xám này. Mã vàng của chị Bích Ngọc là thẳng vẹt ra là tụi em biết gì về bóng đá. Bọn em không biết gì về bóng đá đâu chị ơi. Nhưng mà tụi em vẫn biết Tiến Dũng của chị. Nhưng mà bọn em vẫn biết là Tiến Dũng này. Trai đẹp. Rồi trai đẹp. Cái gì toàn gì đó. Chịu tên. Rồi 60 kg quay đầu là mang vừa cho em mã đen. 60 kg quay đầu là mang vừa cho em mã đen kèm số hem này cho em mã đen nha. Rồi mã đen kèm số hem này. Rồi cho em mã đen cái đó sáng. Rồi lên xem em mã đen kèm số hem này. Rồi chấm bài của em là mọi người ơi, sao thế? Hôm nay xả rồi mà các chị im du du à? Rồi mã xám cho chị Bích Ngọc ạ. À. Rồi cảm ơn chị cô Bin Đào. 52 kg quay đầu là mang vừa cho em mã đỏ. 52 kg quay đầu là mang vừa cho em mã đỏ kèm số hem này. Trời ơi cực kỳ dễ thương, cực kỳ siêu yêu nào các chị nào. Rồi lên xem em đỏ này, 52 kg nhá. 52 kg quay đầu cho em đỏ. 52 kg quay đầu cho em đỏ nhá. Đỏ kèm số hem ạ. À. Rồi con này chị nào cỡ tầm 53 kg này, thấy chị Nguyễn Thăng. Em cảm 53 kg quay đầu ạ. À. Rồi lên xem em mã xanh kèm số hem 53 kg quay đầu xanh. Các chị đi coi bóng đá rồi ha các chị ơi. Mã xanh này. Mã xanh kèm số hem ạ. À. Mã đỏ của chị Thúy Vy. Mã xanh. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Rồi con này, trời ơi siêu đẹp luôn, 60 kg quay đầu ạ. 60 kg quay đầu này. Rồi phía trong như kiểu dạng len nha các chị, là 60 kg quay đầu. Rồi mã đỏ em hết rồi, chờ em còn mã xanh. 60 kg quay đầu là mang vừa cho em mã sọc. 60 kg quay đầu cho em mã sọc kèm số hem ạ. Rồi lên xem em mã sọc này, mã sọc kèm số hem ạ. Rồi chân váy còn nguyên tang luôn ạ, có quần trong nha. Rồi lên xem em mã chân váy kèm số hem ạ. 52 kg quay đầu cho em mã chân váy. 52 kg quay đầu là mang vừa chân váy của em ạ. 52 kg quay đầu là mang vừa mã chân váy của em, cho nên mã chân váy kèm số luôn ạ. Mã chân váy sao thế các chị ơi, mã xanh này, mã xanh cho chị Bích Ngọc ạ. Rồi con này lên xem em mã áo kèm số em này, cho em mã áo nhá. Rồi lên xem em mã áo kèm số em này, free size con này nhá, cho em mã áo ạ. Rồi free size cho em mã áo kèm số em. Rồi free size cho em áo ạ. Áo free size kèm số em, áo ạ. Áo free size kèm số em nhá. Áo free size kèm số em ạ. Rồi chấm bài giúp em nào mọi người ơi, sao vậy? Rồi mã xanh. Bị ẩn comment hay sao mà không thấy ai comment gì đó. Em không thấy chị nào comment luôn á, hay là bị ẩn em không biết luôn à. Áo của Yến luôn nhá. Áo của chị Yến luôn ạ. À. Rồi một con bell siêu đẹp nhá, nên xem em mã bell kèm số 55 kg quay đầu nhá. 55 kg quay đầu cho em mã bell. 55 kg quay đầu lên xem em mã bell kèm số em này, mã bell nhá. Mã bell lên xem em mã bell là nhung nha các chị ơi. Rồi lên xem em mã bell nhá, mã bell kèm số của em ạ. Siêu đẹp luôn. Rồi mã bell nhá, mã bell kèm số của em ạ. Mã bell. Rồi lên một con siêu phẩm này, xả các chị rẻ thôi nè. Mã bell. Chị Ngọc Hoa Xuân ơi, chị lên số cho em đi ạ. À. Nếu mà chị không lên số em chốt cho chị lá khô mùa xuân mã bell nha. Rồi con này 60 kg quay đầu là mang vừa. Rồi xả các chị 49k thôi. 49k cho em mã mũ ạ, mã mũ 49k kèm số em là mũ nha. 49k mã mũ kèm số em ạ. Mã bell hết rồi ạ. Mũ 49k kèm số em là mũ nha. 49k mã mũ ạ. Mũ 49k kèm số em mũ. Một con yếm siêu đẹp mà mặc một cái má. Ok chị. Rồi yếm này các chị nè. Rồi lên xem em mã yếm kèm số em này 55 kg quay đầu nha. 55 kg đổ lại là mang vừa cho em mã yếm ạ. Rồi 55 kg quay đầu cho em ạ. Mã yếm này, mã yếm kèm số này. Bèo em hết rồi trời ơi. Em còn mã gì đó. Em còn mã mũ nha. Em còn mã mũ ạ. Rồi lên bi nè các chị nè. Mũ bao nhiêu? Nói chung free size chị nhá. Bao nhiêu ký mặc cũng ok hết ạ. Rồi con này 53 kg quay đầu này. Giá sao vậy chị? Em có ghi ở dưới rồi chứ. Hôm nay xả sập sàn luôn. Đồng giá 100k 3 cái ạ. Yếm rồi chị ạ, yếm không? Rồi con này cho em mã bi kèm số em mã bi nhá. Rồi mã mũ ạ. Mã mũ của chị Thanh Hồng. Rồi lên xem em mã bi kèm số em 53 kg quay đầu bi. 53 kg quay đầu bi ạ. Ôi set à. Đây em lên nguyên set này. Đồng ngủ nha các chị yêu nào. Đâu lộn. Set ngủ. Set ở nhà nhá.
Rồi free size con này mà nha bì chị à? Bì của chị ơi, lá khô mùa xuân. Rồi free size con này cho em mà đỏ kèm số của em nè. Rồi sáng các chị 69k thôi, 69k này. Rồi 69k cho em mà đỏ nhá, đỏ 69k kèm số của em nè. Rồi 69k cho em mà đỏ nhá. Đỏ 69k kèm số của em này nguyên set nha. Đỏ 69k nè. Rồi 69k cho em mà đỏ này, đỏ 69 nhá. Đỏ 69 ạ. Rồi. Đỏ 69 nhá. Đỏ 69 của em ạ. Vừa sim bến tre ơi, chị chốt hàng lên số giúp em đi ạ. Rồi set thứ 2 là các chị này, lên giúp em mã 2 kèm số của em này, free size mã 2. Free size cho em mã 2 kèm số em ạ. Rồi 69k luôn, 69k cho em mã 2. Mã 2 69k kèm số em ạ. 69k cho em mã 2. Em có thấy cho em chị ơi. Rồi set đỏ kìa. Set đỏ cho chị à. Cho hàng lên số các chị ơi. Set đỏ em, chị kêu không lên số em chốt chị Thanh Hồng. Rồi, em con này lên giúp em mã đen kèm số em 53kg quay đầu nha. 53kg quay đầu cho em mã đen này, một con đầm siêu đẹp. 53kg quay đầu cho em mã đen. Đọc bù xù rồi. Ok, mã đen kèm số của em ạ, mã đen nhá. Mã đen kèm số á. Mã 2 cho chị vừa xin bến tre. Trời ơi. Mai chắc em phải cắt tóc luôn quá. Rồi chân vầy nè các chị nè. Chân vầy nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu là mang vừa mã nhá. Mã đen của chị vừa xin bến tre luôn. 52kg quay đầu là mang vừa. Con này lên giúp em mã chân vầy kèm số của em 52kg nhá. 52kg quay đầu cho em mã chân vầy á. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mà chân váy kèm số của em. Rồi con này xả các chị luôn, đồng giá luôn nhá. Chị nào free size con này, một con yếm nhá. Không phải yếm mà là kiểu như là dạng đầm mà mình ở nhà nè, đầm dây nè. Rồi lên xem em mã xanh kèm số của em, free size mã xanh. Free size cho em mã xanh kèm số của em này. Chấm bài tương tác lại giúp em đi mấy chị ơi. Free size mã xanh. Chân váy của chị vừa sim bến tre. Free size mã xanh nhá. Rồi free size con này, áo như kiểu dạng áo ngủ luôn nè. Free size này cho em mang ngủ. Free size cho em mang ngủ kèm số em nha. Rồi free size cho em mang ngủ kèm số em ạ, free size nha. Mã đen em hết rồi nha. Rồi free size cho em mang ngủ kèm số em. Xanh của chị Diệp Trần. Free size mang ngủ nha, ngủ kèm số em ạ. Beo nào các chị nào. 52kg quay đầu cho em mã beo kèm số ạ. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã beo. 52kg quay đầu beo. 52kg quay đầu beo ạ. 52kg quay đầu beo nhá. Mã xanh em hết rồi. Trời ơi, đẹp quá. 53kg quay đầu là mang vừa này, cho em mặc áo kèm số em 53kg ạ. 53kg đổ lại là mang vừa cho em mặc áo này. Mã beo của chị Nguyễn Lai. 53kg quay đầu là mang vừa cho em mặc áo kèm số em này. Mặc áo nha các chị ơi, đồng giá chỉ có 100k 3 cái, ở đâu rẻ bằng các chị yêu nào. Rồi lên xem em mặc áo kèm số của em áo ạ. 53kg quay đầu áo của em nha. Trời rồi ơi. Con này còn nguyên tem nguyên mạc luôn à. Rồi lên xem em mã còn tem kèm số của em này free size nhá. 60kg quay đầu cho em mã còn tem. Mã áo của chị Lê Thị Lan Anh. Rồi free size này cho em mã còn tem kèm số của em này free size nhá. Trời ơi có 100k 3 cái các chị ơi. Rồi lên xem em mã còn tem free size ạ. Free size mã còn tem. Free size mã còn tem. Mã còn tem cho em ạ. Áo dài thì em bán theo từng giá nhưng mà bữa nay không có là áo dài chị nhá. Cầm tương tác lên cho em chưa mang lên áo dài cho các chị nhá. Còn tem của chị vừa sim bến tre này. Em vẫn còn tem nha. Rồi con này 60kg quay đầu cho em mã trắng ạ. 60kg quay đầu cho em mã trắng kèm số em này. Chị nào lấy con tem thì lên xem em mã còn tem còn nhá. Còn rồi. Tem của chị Phi Yến một con. Rồi lên xem em mã trắng ạ. Mã trắng kèm số em này cho em mã trắng ạ. Mã trắng kèm số em nhá. Chấm lên xem em nào mọi người ơi. Trời ơi em ghét cái tóc của em ghê á. Rồi con này 60kg quay đầu cho em mã dây. Form này cực kỳ dài luôn. Rồi form dài nha, 60kg quay đầu cho em mã dây ạ. Trời ơi nó đẹp. 60kg quay đầu cho em mã dây. Còn tem hết rồi. Rồi 60kg quay đầu cho em mã dây kèm số em này mã dây nha. 60kg quay đầu dây. 60kg quay đầu dây ạ. Rồi áo nó các chị nào. Rồi còn tem em hết rồi nha, free size này, lên cho em mặc áo kèm số của em free size con này nhá. Rồi free size cho em áo ạ. Rồi free size cho em mặc áo kèm số của em này áo nha mọi người ơi, cho em mặc áo free size nha. Nói chung con này 60, 70 gì cũng ok hết nha. Rồi free size áo. Free size áo ạ. Rồi quần lửng này. Chấm bài cho em nào mọi người ơi, sao vậy? Còn quần chị ơi, quần còn nhiều nha.
Len là cái gì chị ơi? Con này lên xem em mã xanh kèm số của em 50 60. 50 60 ký mang vừa, 50 60 ký cho em xanh. 50 60 ký cho em mã xanh kèm số em 50 60 ký á. Mã dây hả? 50 60 ký cho em xanh. Ừ. Mã dây của chị May meter con xa. Của chị May ạ. Rồi con này cho em mã đen, mã dây em hết rồi này. 52 ký quay đầu cho em mã đen. 52 ký quay đầu là mang vừa mã đen kèm số của em ạ. 52 ký quay đầu cho em mã đen nha. 52 ký quay đầu đen ạ. 52 ký quay đầu đen nha. Rồi một con sườn xám các chị này. Mã xanh Nguyễn Ngọc Thắng có đơn chưa? Nguyễn Ngọc Thắng hả? Chưa. Mã xanh cho chị Nguyễn Ngọc Thắng này, khách cũ. Rồi con này chị nào cỡ tầm 53 ký đổ lại đánh cho em mã áo dạng sườn xám nha các chị yêu nào. Lên giùm em mã áo kèm số của em này, 50 ký quay đầu. 50 ký quay đầu cho em mã áo kèm số của em này, dạng sườn xám nhá. Rồi cho em mã áo á. Mã áo kèm số của em, mã áo á. Đen là mã này đúng không? Ừ. Mã áo kèm số. Đen cho chị à. Sang sang. Sang sang. Rồi con này lên giùm em mã hoa kèm số của em này, cho em mã hoa 53 ký quay đầu hoa. Đồng giá 100k 3 cái thôi các chị ơi. Lên xem mã hoa này. 53 ký quay đầu là mang vừa cho em mã hoa kèm số này. Mã áo đây. Hoa. Hoa kèm số ạ. Mã áo của chị Khánh Băng Xa Sĩ. Chốt đủ 3 con cho em nha các chị ơi. Rồi, một con nâu siêu đẹp nè. Lên xem em mã nâu này. Mã quần đen. Quần đen em còn quần khác chị ơi. Cứ theo dõi cho em ạ. Rồi, 55 ký quay đầu cho em mã nâu. 55 ký quay đầu là mang vừa mã nâu kèm số em 55 ký ạ. 55 ký đổ lại là em vừa cho em mã nâu nha. Mã nâu kèm số của em ạ. 55 ký quay đầu nâu. Nâu kèm số của em. Có nha chị ơi. Theo dõi like đây rồi chọn giúp em nha. Rồi một con kim sa các chị này. Lên xem em mã kim sa kèm số của em là cho em mã kim sa nha. Rồi cho em mã kim sa kèm số đây. Con này chỉ là 55 ký quay đầu. 55 ký quay đầu cho em mã kim sa. 55 ký quay đầu cho em kim sa. Ừ. Mã hoa của chị Bích Ngọc. Mã kim sa kèm số ạ. Kim sa. Rồi áo xanh này các chị ạ. Rồi lên xem em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá. Rồi áo xanh này. 50 ký quay đầu cho em mã xanh. 50 ký quay đầu là mang vừa mã xanh kèm số của em này. Mã nâu của chị May. Mã xanh này. 50 ký quay đầu xanh ạ. 50 ký quay đầu xanh. Rồi quần này. Rồi quần ông đừng nhá các chị ạ. Lên xem em mã 07 kèm số của em này. 55 ký quay đầu cho em mã 07 ạ. 55 ký quay đầu là mang vừa 07 kèm số của em nhá. Kim sa của chị Nguyễn Thị Lan Lào Cai. 55 ký quay đầu cho em mã 07 kèm số của em 55 ký này. 55 ký quay đầu cho em 07 ạ. 55 ký quay đầu 07 nhá. 55 ký quay đầu 07 kèm số của em. Mã xanh. Mã xanh này, Hải Phòng con gái này. Con gái Hải Phòng mã xanh. Xanh áo ạ. Chốt đủ đơn nhá chị ơi. Đâu đây. Rồi con này chị nào 55 ký quay đầu. Trời ơi đẹp quá. Lên xem em mã viền. 55 ký quay đầu cho em mã viền kèm số em 55 ký quay đầu nhá. 55 ký quay đầu cho em mã viền. Em còn quần nhá. Em còn quần xanh. À mã 07 nhá. Em còn mã 07. 07 cho chị Nguyễn Ngọc Thang. 07 cho chị Nguyễn Ngọc Thang. Rồi con này 55 ký quay đầu cho em mã dây. Siêu đẹp luôn các chị này. 55 ký quay đầu cho em mã dây ạ. 55 ký quay đầu cho em mã dây nhá. 55 ký quay đầu dây ạ. Rồi khoác này các chị này. Mã viền là mấy gì? Mã viền là cái đó. Rồi 50 ký quay đầu là mang vừa. 50 ký quay đầu là mang vừa. Mã viền chị Trần Loan ơi, chốt hàng lên số giúp em đi chị ơi. Rồi lên xem em mã khoác kèm số em này. 50 ký quay đầu. Rồi một con body này. 50 ký quay đầu cho em mã body. 50 ký quay đầu là mang vừa mã body kèm số em ạ. Mã body kèm số nhá. Mã body mã viền. Mã viền của chị May nè. Mã dây của chị Thúy Vi nè. Các chị chốt hàng phải lên số lên giùm em nè. Mã khoác. Mã khoác. Đó, đang cầm. Mã khoác. Khoác của chị Lovely luôn. Rồi đợi em xíu nhá. Rồi một áo cổ độ đây các chị này. Lên xem em mã vàng kèm số của em. 50 ký quay đầu cho em mã vàng nhá. Có đính kim sa nè. 50 ký quay đầu cho em mã vàng nhá. 50 ký ạ. 50 ký quay đầu cho em mã vàng. Mã vàng 50 ký ạ. 50 ký quay đầu vàng. 50 ký quay đầu cho em mã vàng.
mã vàng kèm số của em nè. Rồi 55kg quay đầu sọc của em, 55kg quay đầu sọc, 55kg quay đầu sọc của em nhá. 55kg quay đầu sọc ạ. À, lá khô mùa xuân chốt vàng. Rồi sơ mi cái chị nè. Sơ mi này. 55kg quay đầu cho em mã sơ mi. 55kg quay đầu cho em mã sơ mi ạ. 55kg quay đầu là em vừa cho em mã sơ mi kèm số của em là mã sơ mi nha. Có nha chị Bích Ngọc ơi, chị em đọc là chị được nha. 55kg quay đầu cho em mã sơ mi. Mã sơ mi. 60kg quay đầu là em vừa cho em mã đẹp. Mã vàng hết rồi. Rồi 60kg quay đầu là em vừa cho em mã đẹp kèm số đấy, cực kỳ sắp xếp luôn. Rồi đây giúp em mã đẹp kèm số của em là 60kg nhá. 60kg quay đầu là em vừa. 60kg quay đầu cho em mã đẹp ạ. 60kg quay đầu cho em đẹp ạ. Đẹp kèm số của em đẹp nhá. Rồi đẹp. Đúng rồi chị ơi. 60kg quay đầu đẹp. Rồi 60kg quay đầu. Rồi lên giúp em mã đỏ đây. 60kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số của em 60kg này. Mã viền chị không được chị ơi. Rồi mã đỏ kèm số của em đỏ này. 60kg quay đầu đỏ này. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Chị nào có đơn hàng chốt đủ đơn giúp em với ạ. Rồi lên giúp em mã dây kèm số này, một con yếm siêu đẹp. 55kg quay đầu dây. 55kg quay đầu dây nhá. 55kg quay đầu dây của em nè. Chấm bài giúp em nào mọi người ơi. 55kg quay đầu dây. 55kg quay đầu dây ạ. Dây kèm số của em này. Mã dây nhá. Mã đỏ của chị Hoàng Phượng. Rồi một con áo siêu đẹp cái chị là 60kg quay đầu cho em mã áo ạ. Rồi 60kg quay đầu là mang vừa. 60kg quay đầu là mang vừa cho em mã áo dây của chị Phạm Hạnh. Rồi lên giùm em này cho em mã áo kèm số của em là 60kg nhá. Rồi 60kg quay đầu là mang vừa. 60kg quay đầu mang vừa cho em mã áo kèm số của em nhá. Rồi 60kg quay đầu cho em mã áo. Một con áo đen siêu đẹp rồi. 55kg quay đầu là mang vừa con này. Rồi lên giùm em mã viền kèm số của em này. Rồi mã áo em còn mã áo chị nó nhá. Rồi lên giùm em mã viền kèm số của em là 55kg nhá. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em mã viền. Mã viền kèm số của em 55kg nè. 55kg quay đầu viền. 55kg quay đầu viền của em ạ. Viền nhá. Rồi khoác này các chị này. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu là mang vừa con này. Rồi lên xem em mã kim sa kèm số của em là mã dây. Mã dây em hết rồi chị ơi. Rồi em còn mã viền nhá. Rồi 50kg quay đầu đây. Lên xem em mã kim sa. Mã viền của chị Cu Vinh Đào. Rồi mã áo cho chị Thanh Hồng. Rồi con này lên xem em mã kim sa kèm số này. Kim sa. Kim sa kèm số này. Kim sa kèm số ạ. Kim sa cho chị Hải Phòng cô gái ạ. Rồi con này lên xem em mã ren kèm số này. 55kg quay đầu ren. 55kg quay đầu ren. 55kg quay đầu ren. 55kg quay đầu ren. Rồi con này một con siêu đẹp, hoodie siêu đẹp nào. Free size con này 49k xả các chị 49k. 49k cho em mã đen. Mã đen 49k kèm số em này free size nhá. Free size 49k cho em mã đen. Đen 49 á. Free size 49k mã đen. Đen 49k kèm số của em. Đen 49 á. Rồi con này chị nào cỡ tầm 53kg quay đầu là mang vừa một con đầm siêu đẹp. 53kg quay đầu là mang vừa cho em mã dây kèm số của em nè. 53kg quay đầu là mang vừa mã dây nhá. Mã dây ạ. Mã kim sa. Kim sa cái áo khoác. Mã dây. Còn mã đen. Mã đen. Mã đen là 50k đây này. Lợi cho chị Long xin đi. Rồi con này lên xem em mã rêu kèm số của em free size nhá. 60kg quay đầu rêu. Rồi 60kg quay đầu cho em mã rêu. 60kg quay đầu rêu. 60kg quay đầu rêu ạ. Mã dây cho chị Diệp Trần. Con này là giải khúc ngực body. Trời ơi, con này siêu đẹp các chị ơi. Chị nào thích con này chị nào mà thích dây thì các chị mua dây về. Khúc ngực nha, rất là đẹp luôn. Rồi lên cho em mã khúc ngực cho em. 50kg quay đầu mặc đẹp. Rồi, khúc ngực trời ơi, xuất sắc chưa. Chị nào không thích hở về các chị chích lại cái phần hở này nhá. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã cúc ngực. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã cúc ngực kèm số của em nè.
50 kg quay đầu cho em mã cúp ngực nhá. Mã cúp ngực kèm số em ạ. Mã cúp ngực nhá. Cúp ngực. Cúp ngực cho chị bé Ngọc nè. Cúp ngực cho chị bé Ngọc nhá. Sexy lady. Chủ wow, đẹp quá. Rồi free size. Free size con này nhá. Rồi con này xả cho chị 49k này. 49k này, lên xem em mã đẹp. Mã đẹp 49k kèm số em này, free size ạ. Free size 49k mã đẹp nhá. Mã đẹp 49k kèm số em. Free size 49k mã đẹp. Mã đẹp 49 á. Giờ một con khoác nhẹ các chị nào. Rồi 45kg quay đầu cho em mã khoác. Cúp ngực em hết rồi nha. Quay đầu cho em mã khoác kèm số của em ạ. Em thấy chị Nguyễn Thị Kim Thiền chị nhá. 45kg quay đầu khoác của em nè. 45kg quay đầu khoác nha. Rồi 60kg quay đầu. 60kg quay đầu cho em mã 10. 60kg quay đầu là mang vừa mã 10 kèm số đó. 60kg quay đầu mã 10 nha. Mã khoác cho chị Phạm Hạnh nè. 60kg quay đầu mã 10. Rồi một con yến siêu đẹp 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em dây. 55kg quay đầu dây ạ. 55kg mã, quay đầu dây. Mã đẹp. Mã đẹp của chị Thanh Hồng. Ủa? Mã đẹp, 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 đẹp của chị Thanh. Rồi đẹp của chị Thanh Hồng nè. Chị Linh Thi ơi, cho Hoàng lên số giúp em đi chị 50 ơi. 50kg quay đầu cho em đỏ. 50kg quay đầu mang vừa đỏ. Mã này mã dây hả? 50kg quay đầu đỏ. Dây của chị Nguyễn Thị Kim Thiền. 50kg quay đầu cho em đỏ nhá. Rồi 60kg quay đầu, hỏi chốt okay, nhanh quá. Ok, Linh Thị chốt mã 10 nè. Rồi 60kg quay đầu cho em mã dài. 60kg quay đầu cho em mã dài kèm số nè, 60kg nè. Có nha chị Ngân Hà ơi. Mã dài nha. Form baby doll. Nói chung hôm nay xả là có gì xả đánh nha các chị. Rồi lên một form baby doll. Rồi lên xem em mã váy kèm số của em nè, mã váy nhá. 55kg quay đầu váy của em, một con dạng baby doll này. 55kg quay đầu váy của em nhá. 55kg quay đầu cho em mã váy á. Rồi con này lên xem em mã tím kèm số của em này. 50kg quay đầu tím của em. 50kg quay đầu tím này. Chỉ có 100k 3 cái thôi các chị nè. Rồi mã tím nhá. Mã tím kèm số của em mã tím. Mã tím. Rồi con này 40kg quay đầu cho em mã đỏ. 40kg quay đầu đỏ này. 40kg quay đầu cho em đỏ kìa. Kèm số của em đỏ đây. Đỏ kèm số của em nhá. Tím của chị Ngân Hà. 60kg quay đầu mang vừa rêu. 60kg quay đầu mang vừa cho em mã rêu. Mã rêu kèm số của em này, mã váy. Mã rêu. Mã váy xanh. Mã váy cho chị Hoàng Phượng. Rêu. Rêu kèm số á. Rêu. Rồi một con áo đen các chị nào. Rồi lên xem em mã áo đen kèm số của em này, free size nhá. Free size mã áo đen kèm số của em nào. Free size cho em mã áo đen nhá. Free size mã áo đen ạ. Rồi chân váy các chị nhá, chân váy này. 55kg quay đầu, chân váy dài nhá. 55kg quay đầu. Mã tím này, mã tím cho chị lovely luôn. Hết rồi. À hết rồi, mã tím hết rồi chị ơi, em còn mã áo cho chị Yến Lùng. Cái này là mã gì đỏ. Rồi 55kg quay đầu, 55kg quay đầu, mã dài. 55kg quay đầu dài của em. Chân váy. À chân váy lộn. Rồi. Áo đen em hết rồi chị ơi. Cái này size to các chị này. 60kg quay đầu này. 60kg quay đầu cho em mã xanh đen. 60kg quay đầu là mang vừa cho em mã xanh đen. Chân váy dài của chị này. Phạm Hạnh. Mã xanh đen nhá. Rồi kim sa các chị này. 55kg quay đầu một con áo kim sa. Đây xem em mã kim sa. 55kg quay đầu kim sa. Mã rêu của chị Thảo Đặng. Mã kim sa kèm số ạ. Kim sa. Mã kim sa, chị nào thích kiểu sexy này. Sexy này, chị Ngân Hà ơi. Đỏ, Ngân Hà không thích sexy đâu. Rồi mã đỏ, ai lấy chiếc cho mã đỏ cho em nha. 48kg quay đầu đỏ. 48kg quay đầu là mang vừa đỏ hộ em ạ. Cái mã này là mã gì? Kim sa. 48kg quay đầu đỏ hộ em à. 48kg quay đầu đỏ nhá. MT kim sa của chị Trần Thanh Tâm. Chốt đủ đơn giúp em nha chị ơi.
Rồi con này chị nào cỡ tầm 52 kg quay đầu. Một con áo lịch vai nè, 52 kg quay đầu cho em ạ. Áo á, 52 kg quay đầu. Đó là áo nào đó? Đó là cái quần á, cái áo này này. Áo mới á. À, mã đỏ em chốt cho chị Trần Loan. Xanh đen, xanh đen, xanh đen. Xanh đen là cái kia. Rồi 55 kg quay đầu cho em Ren. Xanh đen em chốt cho chị Nguyễn Thị Lan. 55 kg quay đầu Ren. 55 kg quay đầu Ren. 55 kg quay đầu cho em Ren ạ. Rồi con này xám này, 48 kg quay đầu xám ạ. Rồi 48 kg quay đầu là em vừa mã xám kèm số mã ren. Mã ren của chị Trần Loan. 48 kg quay đầu xám của em. 48 kg quay đầu xám ạ. Chị Ngân Hà lấy cái yếm cái xám này đúng không? Cái xám này của chị Ngân Hà. Rồi 60 kg quay đầu beo. 60 kg quay đầu beo. 60 kg quay đầu beo nè. Mà bố em phụ kiện mới các chị đừng bảo là tại sao bộ chiếc bàn trăm ca ba cái nhá. Mã beo. Quần đen đi em rồi ok chị đẹp. 55 kg quay đầu viền. 55 kg quay đầu cho em mã viền kèm số này 55 kg nha. 55 kg quay đầu cho em mã viền. Cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Mã viền nha. 55 kg quay đầu mã viền ạ. 55 kg quay đầu viền nha. Rồi free size 60 kg quay đầu làm em vừa dạng su. 60 kg quay đầu cho em mã suông kèm số của em 60 kg ạ. 60 kg quay đầu cho em mã suông này, mã suông kèm số của em 60 kg này. Mã xàm em hết rồi chơi ren em cũng hết rồi nè. Rồi chân váy này. Mã beo ạ, mã beo cho chị Trần Bích Thủy ạ. Rồi lên xem em mã suông kèm số này chốt đủ đơn nha mọi người nè. Lệch vai. Lệch vai này. Lệch vai chốt cho chị Tuyết Trinh này. Có số chưa? Tuyết Trinh ơi. Số đi chị ơi. Tuyết Trinh cho em số chị ơi, chốt đủ đơn cho em với ạ. Mã beo em hết rồi nè. 55 kg quay đầu cho em sọc ạ. 55 kg quay đầu cho em mã sọc kèm số em này. Rồi 55 kg quay đầu sọc, sọc xuông chị sang sang. 55 kg quay đầu cho em sọc. Xuông sọc. Cái to. Sọc. Rồi áo đen này. Rồi 55 kg quay đầu cho em áo đen. 55 kg quay đầu cho em mặc áo đen ạ. 55 kg quay đầu cho em áo đen. Áo đen. Sọc cho chị Trần Thanh Tâm. Rồi. Kiểu yếm dây nè các chị này. Lên giùm em mã yếm kèm số của em nè. 50 kg quay đầu yếm của em nè. 50 kg quay đầu yếm nhá. 50 kg quay đầu yếm ạ. Áo cho chị Ngân Hà. 50 kg quay đầu yếm. Rồi 50 kg quay đầu cho em mã 01. Con này có gì? 50 kg quay đầu cho em mã 01 nè. Yếm cho chị Ngân Hà. Mã này là mã gì? 01. Rồi một con giả thể thao free size lên cho em mã thể thao. Xả các chị 60k cho em mã thể thao. Thể thao 60 kèm số em là xả các chị 60k thôi. 60k cho em mã thể thao. Thể thao 60 kèm số em này free size nhá. Free size con này lên cho em mã thể thao 60k này. Rồi 60k cho em thể thao. Thể thao 60 ạ. Thể thao 60 nhá. 55 kg quay đầu cho em mã lông. 55 kg quay đầu cho em mã lông kèm số em này yếm em hết rồi trời ơi. Mã lông kèm số này. Áo dài em chưa có like chị ơi. Cái này của bé này 35 kg quay đầu là mang vừa cho em mã bé. 35 kg quay đầu là mang vừa mã bé kèm số của em này. 35 kg quay đầu cho em mã bé ạ. 35 kg quay đầu bé của em nhá. 35 kg quay đầu. Chấm lên tương tác rồi mọi người ơi, xả rồi các chị tương tác mạnh tay giúp em với ạ. Rồi một con như giả kiểu sơ mi nè. Rồi lên giúp em mã hồng kèm số em free size nè. Rồi free size cho em mã hồng nhá. Mã hồng free size kèm số em là hồng nhá. Free size mã hồng kèm số em ạ. Bé của chị Thanh Ngân Hà này. Thể thao của chị Thanh Hồng. Mã hồng kèm số nè. Rồi một con đầm siêu đẹp 50 kg quay đầu cho em đỏ đây. Trời ơi nó dễ thương chưa. 50 kg quay đầu cho em đỏ. 50 kg quay đầu đỏ cho em. 50 kg quay đầu là em vừa đỏ. 50 kg quay đầu đỏ. Rồi quần đen các chị nè. Quần đen hồng nhá. Mã hồng.
Mã hồng. Hoàng Thảo Vy ơi, chốt hàng lên số giúp em đi chị ơi. Rồi 50kg quay đầu, 50kg quay đầu cho em mã quần đen. 50kg quay đầu là mang vừa quần đen ạ. Đó, của chị Ngân Hà. 50kg quay đầu quần đen, hàng si mà có giá này chị ơi. Chứ còn hàng mới thì không bao giờ mà có giá này đâu nhá. Mấy trăm nghìn lận nha. Đó, hàng hết nhung rồi nha. Nói chung là hàng nhung là mắc tiền nha các chị nè. Hàng hiếm. Rồi lên xem em mã sọc kèm số của em 48kg quay đầu sọc của em nè. 48kg quay đầu sọc nè. Sọc 48kg quay đầu sọc. 48kg quay đầu sọc nhá. Thủy Trần ơi, chốt hàng lên số cho em. Áo nhỉ? Dài, áo dài em chưa có lên chị ơi. Áo dài khi nào mà em lên thì sẽ thông báo chị nhá. Trời ơi, nhũ này các chị nè. Đẹp chưa? Rồi nhũ siêu đẹp nha các chị nè. 55kg quay đầu nhũ ạ. 55kg quay đầu là mang vừa nhũ nhá. Sọc của chị lớp phi lùng. Rồi nhũ ạ. 55kg quay đầu nhũ. Trời ơi đẹp chưa? Ok free chị size con này. Hoàng Thảo Vy này, free size con này cho em mã đẹp 49k mã đẹp kèm số này. Các chị chốt đủ đơn giúp em nhá. 3 cái đổ lên là em xếp hàng này. Quần đen cho chị May. Quần đen hết rồi hả? Còn quần đen cho chị May. Rồi nhũ mà nhũ này, nhũ Hoàng Thảo Vy. Rồi con này lên giúp em mã. Mã sụ mã đẹp, mã đẹp này 49k đẹp nhá. Đẹp 49k kèm số ạ. Đợi em tí nhá mọi người. Để em tùy nhá. Quần đen là cái này đúng không? Rồi, quần đen tay phải đó. Của ai đây? Quần của chị May. Mã đẹp cho chị Nguyễn Ngọc Thắng 49k nha chị ơi. Ôi, thoải mái quá rồi. Này, quần đùi đen này. Rồi, quần đùi đen. Rồi, quần đùi đen này. Lên giúp em mã quần đùi kèm số em này 52kg quần. Lên giúp em mã quần đùi 52kg cho em mã quần đùi kèm số ạ. Rồi một con chân váy xuất sắc này các chị nào. Rồi con này chị nào 50kg quay đầu cho em mã chân váy ạ. 50kg quay đầu cho em mã chân váy kèm số của em là 50kg nhá. 50kg quay đầu cho em mã chân váy ạ. Rồi, trời ơi. Trời ơi đẹp quá. 60kg quay đầu luôn nha các chị nào. Rồi quần đùi cho chị Phạm Hạnh này. Quần đùi cho chị Phạm Hạnh này. Em còn chân váy này. Rồi 60kg quay đầu là mang vừa. Một con siêu xịn luôn à. 60kg quay đầu là mang vừa mã viền. 60kg quay đầu là mang vừa mã viền kèm số của em ạ. Mã viền nhá. Rồi chân váy này, chân váy xòe nhá. Chân váy xòe. Chân váy cho chị Thúy Vy. Rồi con này lên xem em mã xòe. Mã xòe kèm số của em này, mã xòe em còn mã viền nhá. Rồi con này cho em mã xòe. Mã xòe kèm số của em ạ, mã xòe nhá. Rồi mã xòe này, 52kg quay đầu xòe. 52kg quay đầu xòe của em ạ. Một loạt chân váy luôn các chị nào. Rồi. Rồi ok mẹ, ok mẹ, chị quay em chị Thúy Vy rồi. 50 60 kg cho em mã tím ạ. 50 60 kg cho em mã tím kèm số nè. 50 60 kg cho em tím ạ. 50 60 kg cho em tím. Chân váy xòe của chị Sử Quốc Bảo. Tím kèm số nè. Rồi, bộ nè. Nguyên bộ nhá. Mã viền không ai ấy. Mã viền của chị Nguyễn Ngọc Thắng. Trời ơi, đẹp quá. Bộ đen nào các chị này, 55kg quay đầu lên cho em mã bộ đen. 55kg quay đầu là mang vừa mã bộ đen kèm số của em là xã các chị 99k thôi, tin nổ không các chị nào. 99k mã bộ đen, bộ đen 99k kèm số của em 55kg quay đầu nhá. Em còn chưa quay tím nha. 55kg quay đầu cho em mã bộ đen. Bộ đen kèm số của em chỉ có 99k thôi. 99k mã bộ đen. Bộ đen 99. Bộ đen 99 của chị Thả Phạm Hạnh. Bộ đen 99 ạ. Rồi chân váy nữa này. Rồi 50kg quay đầu cho em mã chân váy. 50kg quay đầu là mang vừa mã chân váy kèm số ạ. 50kg quay đầu cho em mã chân váy. Lỡ mặt này. Bộ nè. Bộ nữa nhá. Tím. Chị Tuyết Trinh ơi, từ nãy giờ chị chưa lên số luôn á. Rồi, okay, 55kg okay. Quay đầu cho em mã bộ mũ ạ. Ok, chị phút sau như một nha. 55kg quay đầu cho em mã bộ mũ kèm số của em này, 55kg nhá. 55kg quay đầu cho em mã bộ mũ ạ. Rồi, 99k mã bộ mũ ạ. Bộ mũ 99 ạ. Trời ơi, lại chắc cũng sắm một bộ quá. Rồi 60kg quay đầu. Nói chung là hàng xả còn gì thì em xả ấy thôi mấy chị ơi. 60kg quay đầu là mang vừa nè. 60kg quay đầu. Bộ mũ cho chị Thúy Vy. 60kg quay đầu là mang vừa.
60 kg quay đầu là mang vừa 60k này, 60k này cho xem em mã. 60k cho em mã 60. 60k cho em mã 60 ạ. 60k cho em mã 60. Rồi lên xem em mã xám kèm số đi. 50 kg quay đầu xám của em nào. 50 kg quay đầu xám á. 50 kg quay đầu xám. Xám. Rồi 60 kg quay đầu cho em mã nâu. 60 kg quay đầu cho em mã nâu. 60 kg quay đầu cho em mã nâu. Mã nâu nè. Mã nâu nha. 60 kg quay đầu nâu. Rồi 35 kg quay đầu này cho em mã bé. 35 kg quay đầu cho em mã bé kèm số của em này. 35 kg nhá. 35 kg quay đầu cho em bé. Rồi bộ mũ các chị nè. Rồi 60 kg quay đầu nâu cho chị Sùng Quốc Bảo ạ. Bộ mũ hết chưa? Rồi 60 kg quay đầu là mang vừa. Lên xem em mã 10, mã số 10 này. 99k nguyên bộ nhá. 99k cho em mã 10. 99k mã 10 kèm số em 99k giống nhau chị. 99k mã 10, mã 10 99k kèm số em này. 99k mã 10 nhá. Bí. 99k mã 10. Mã bí cho chị Mai Long Giang. 99k mã 10 nè. Mã 10 nhá. 99k mã 10. Bộ em hết rồi nha. Bộ đó thôi. Trời ơi quần len với chị. Mã 10 cho chị Sử Quốc Bảo nè. Rồi quần ống len các chị nè. Rồi con này 55 55 57 kg quay đầu nó mang vừa cho em mã suông. Ống suông này, một con quần ống suông. Rồi mã suông này, mã suông kèm số này, mã suông. Mã suông kèm số này, 55 kg quay đầu suông. 55 kg quay đầu suông này, mã bộ 10 này cho chị Thúy Vi. Bộ 10 cho chị Thúy Vi một con, bộ 10 chị Nguyễn Ngọc Thắng một con. Cái gì? Sử Quốc Bảo. Sử rồi, à lộ Sử Quốc Bảo. Lộ Nguyễn Ngọc Thắng không có. Nguyễn Ngọc Thắng không có đâu nhá. Chị Thúy Vi có một bộ rồi đấy. Rồi 52 kg quay đầu là mang vừa. 52 kg quay đầu là mang vừa cho em mã cổ trắng này, mã cổ trắng kèm số của em. 52 kg quay đầu là mang vừa cho em mã cổ trắng ạ. 52 kg quay đầu là mang vừa cổ xung, trắng. Xung là cái nào? Xung là cái này á. Mã xung là cái quần á, cái quần xung. Rồi con này siêu to siêu khổng lồ. Quần xung của chị Nguyễn Ngọc Thắng này. 60-65 kg đổ lại là mặt đẹp nè. Rồi một bộ siêu phẩm này 60-65 kg đổ lại là mang vừa. Rồi lên xem em mã siêu to kèm số của em này. Cổ trắng cho chị Phạm Hạnh nè. Rồi lên xem em mã siêu to kèm số của em là 150k. Cổ trắng cho chị Phạm Hằng nha. Bộ này dành cho chị nào 60-65 kg đó. Rồi lên xem em này. Mã siêu to kèm số của em này, 120k mã siêu to. Siêu to 120. Con này là dạng dung, có quần như sao. Con này dạng cúc ngực à không, cái này dạng áo chứ. Quần đâu, có quần đâu. Áo. Áo bếp lung. Kiểu dạng bếp lung nè. Rồi lên xem em mã ren, mã ren kèm số này, 50 kg quay đầu ren. 50 kg quay đầu ren. 50 kg quay đầu ren. Mã siêu to 120 em cho chị Thúy Vi. Ren. Rồi, áo xám. Áo xám đó các chị này, lên xem em mã áo xám, à mã xám kèm số của em nào. 55 kg quay đầu xám. 55 kg quay đầu xám của em. 55 kg quay đầu xám. 55 kg quay đầu xám ạ. 55 kg quay đầu xám. Rồi con này 60 kg quay đầu cho em nâu. 60 kg quay đầu nâu nè. 60 kg quay đầu nâu. Nâu. Châu chắc chắn giúp em đi mấy chị ơi. Cái này chắc phải 1 kg quá các chị ơi. Rồi, siêu nặng siêu to luôn các chị nhá. Mã nâu cho chị Sử Quốc Bảo nè. Em mặc lên cái này mà em toát hết mồ hôi. Rồi free size con này 80k. Rồi, xả các chị 80k thôi. 80k này cho em mã đỏ nhá. Đỏ 80 kèm số em này. Đỏ 80k chắc phải con này phải 1 kg mốc quá. Rồi 80k này, 80k này cho em mã đỏ, đỏ 80. Đỏ 80 nha các chị này, nặng luôn. Đỏ 80. Đỏ 80. Đỏ 80 là chị Ngọc Châu.
80. Rồi con này chị nào 50kg quay đầu nè, 50kg quay đầu. Rồi lên xem em mã gấu, 50kg quay đầu gấu của em nè. 50kg quay đầu gấu nha. Rồi con này siêu đẹp free size này. Free size con này cho em mã hồng, xả các chị 49k thôi. 49k cho em mã hồng free size nhá. Free size mã hồng 49k, mã hồng là hồng 49k. Free size hồng 49. Free size hồng 49 ạ. Rồi con này size nhỏ 52kg quay đầu. 52kg quay đầu là em vừa cho em mã váy á. 52kg quay đầu váy của em. 52kg quay đầu váy á. Bộ cuối cùng. Rồi bộ cuối này. Đó bộ này bìa đẹp lắm. À, bộ này mình bắt đi không? Không còn cơ hội để đâu mất kia. Đã em hết rồi. Váy cho chị Linh Thi nè. Rồi con này đẹp nè. Rồi free size con này 60-65kg đổ lại cho em mã hoa. 60-65kg cho em mã hoa kèm số này. 60-65kg cho em hoa hồng. 60-65kg cho em mã hoa. Mã hồng 49k cho chị Thảo Đặng. Mã hoa. Rồi một con nhũ siêu đẹp nè. Một con nhũ siêu đẹp nha. Tay lông. Con này là dạng tay lông này các chị này, dạng tay lông nha. Rồi, 60kg quay đầu làm em vừa cho em mã tay lông, xả các chị 49k thôi. 49k lên xem em mã lông, lông 49. Em hết bộ rồi chị ơi. Để coi em coi còn cái bộ nào sót lại. Lông 49k mã lông. Tại vì bây giờ là hàng sale rồi ấy, thành ra là có cái gì tụi em la cái đấy thôi. Lông 49. Khoác ra cái nào các chị nào, đây xem em mã khoác kèm số của em là mã khoác nha. Mã nhũ là bên nào? Mã nhũ là cái đó đó, nhũ là cái lông ấy, nhũ là cái lông ấy. Của chị Phạm Hằng 55kg qua đầu này. 55kg qua đầu nhá. 55kg qua đầu cho em mã khoác này 49k, mã khoác kèm số này. 55kg qua đầu khoác 49, khoác 49. Ok ok chị Phạm Hằng, con đó của chị rồi nha. 60kg qua đầu xanh. 60kg qua đầu xanh nè. 60kg quay đầu xanh nhá. 60kg quay đầu xanh. Mã khoác của chị Ngọc Châu này 49k. Rồi lên xem em mã beo 55kg quay đầu beo. 55kg quay đầu cho em mã beo. Trời ơi chị thấy Trần ơi, em đợi chị lên số điện thoại em hết thanh xuân luôn rồi. 55kg quay đầu beo nè, các chị phải kèm số, kèm số trên cùng một lúc luôn rồi em. Cho em dễ chốt hàng nhá. Để. Rồi của bé là 35kg quay đầu bé hộ em, siêu đẹp luôn ạ. 35kg quay đầu bé của em nè. 35kg quay đầu bé nhá. 60kg quay đầu cho em hoa. 60kg quay đầu là mang đẹp cho em mã hoa kèm số của em này, cực kỳ xinh luôn. Các chị nào mà thích, các chị nào mà thích kiểu dạng suông suông mà hoa hoa nè. Lên em hoa. Hoa này. Rồi con này lên xem em mã beo, mã beo là cái nào? Mã beo, mã beo đây 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 đây. Đây. Beo, beo cho chị chụp hồi phối. Mã xanh cho chị Ngô Thúy Hương. Xanh cho chị Ngô Thúy Hương. Xanh nào trời. Mã bé hả chị ơi. Rồi con này lên xem em mã suông. Mã suông kèm số của em là mã suông nhé. Mã suông kèm số của em này cho em mã suông. Mã suông. Ủa cái này size to. Rồi size siêu to này. Mã beo em hết rồi nhá. Cái này siêu to luôn á. Trời đặt lên xem em mã to kèm số của em nè. 60-65kg quay đầu to của em này, mã to nha. Có người gọi là đi rồi nha chị nha. Mã to. Mã bí cũng chị của chị Ngô Thúy Hương luôn nha. Chị được mã xanh với lại mã bí luôn nha. Rồi con này lên xem em mã rêu. 50kg quay đầu rêu. Mã hoa cho chị Ngô Thúy Hương. Rồi lên xem em mã rêu. Rêu kèm số của em này. Chị chưa được con nào á chị Thảo La. Hết rồi 60-65kg đổ lại này 60-65kg đổ lại cho em mã quần. Mã xuông chị Trần Bích Thủy. 60-65kg đổ lại là mang vừa. Rồi lên xem em mã quần. 60-65kg cho em mã quần nhá. Mã quần. Rồi một con dài nè.
mã xuông em hết rồi nè. Rồi con này chị nào, trời ơi màu rêu siêu đẹp các chị này. Mã to cho chị Thanh. Mã to này cho chị Thanh Hồng. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50 kg, quay đầu làm em vừa cho em mã đen kèm số này. Xuông, xuông hả? Xuông là cái áo đỏ mà. Xuông, xuông. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi, đồng giá 100k 3 cái chị nào. Con này 49k này, 49k mã ren. Ren 49k này, ren 49k nhá. Ren 49k. Rêu, rêu cho chị Phạm Hành. Đồng già luôn các chị này. Trời ơi, tin nổi không khoác mà đồng già luôn các chị này. Trời ơi, các chị ơi, 100k 3 cái một cái áo các chị nào. Rêu em hết rồi chị ơi, thì em còn mã ren, ren chị Trần Loan. Rồi, lên xem em mã khoát hồng. Trời ơi, có 100k 3 cái các chị nào. 60kg quay đầu làm em vừa, tin nổi không các chị ơi. Rồi, lên xem em mã khoát hồng kèm số em này. 60kg quay đầu cho em mã khoát hồng. 60kg quay đầu khoát hồng, ren em hết rồi. 50kg quay đầu làm em vừa quần đen, 50kg quay đầu làm em vừa cho em mã quần. 50kg quay đầu làm em vừa mã quần kèm số em 50kg ạ. 50kg quay đầu quần. Mã khoác của chị Trương Phối Phối. Áo cổ lọ các chị nào. À kiểu dạng váy này, váy liền cổ lọ nhá. 53kg quay đầu làm em vừa. 53kg quay đầu làm em vừa mã hoa. 53kg quay đầu làm em vừa mã hoa. Khoác hồng của chị Trương Phối Phối nha. Mã hoa. Cái này là quần này. Huyền My ơi, chị chốt cái gì chị ơi? 55kg quay đầu là em vừa. Mã quần. 55kg quay đầu là em vừa cho em mã xanh này. Quần của chị Sử Quốc Bảo. 55kg quay đầu là em vừa cho em mã xanh nha. 55kg quay đầu cho em xanh nè. 55kg quay đầu xanh nha. Rồi, một con siêu phẩm đấy. 50kg quay đầu là em vừa, mã quần đen. 50kg quay đầu là em vừa, mã quần đen kèm số này. Comment đúng mã giúp em với nè. Rồi mã quần đen kèm số em, mã quần đen. Rồi con này còn nguyên tang của siêu thị luôn nhá. Rồi con này 60kg quay đầu cho em mã hồng. 60kg quay đầu là em vừa cho em mã hồng. Comment đúng mã các chị ơi. Em có quần xanh, em có quần đen, các chị comment đúng mã giùm em ạ. Rồi lên giùm em mã hồng này, mã hồng kèm số em nè. Mã hồng nha, mã hồng kèm số em nè. Mã hồng. Rồi đen có chị Sử Quốc Bảo luôn. Em còn quần xanh. Rồi con này 55kg quay đầu cho em mã tím đấy. 55kg quay đầu là mang vừa tím hộ em nha. 55kg ạ. 55kg quay đầu tím hộ em. Quần đen em hết rồi này, em còn quần khác nha. Của chị Phạm Hạnh rồi. Rồi lên xem em mã tím á, quần tím nha, quần tím. Mã hồng, mã quần hồng cho chị Trương Phối Phối. 57kg quay đầu là mang vừa kiểu dạng ống đứng này. Lên xem em mã viền. 57kg quay đầu mang vừa cho em mã viền. 57kg quay đầu mang vừa mã viền nè. Tím hồng khuyên Nguyễn cháu hàng lên số cho em đi chị ơi. Cái cụ à. 55kg quay đầu làm em vừa. 55kg quay đầu làm em vừa. Rồi lên giúp em mã 10 kèm số em này. 55kg quay đầu làm em vừa cho em mã 10. 55kg quay đầu làm em vừa mã 10 nhá. Rồi. Ok ok, cô chị mã tím nè, cô chị nè, hồng khuyên Nguyễn. Trời ơi, lưng cao cô chị ơi. Lưng cao này. Mã hồng, mã hồng em hết rồi. Mã viền nè. Em còn mã viền. Viền của chị Hồng Khuyên Nguyễn luôn. Em còn một quần viền, chị nào lấy thì lên giùm em mã quần viền nhá. Rồi mã tím này, quần tím này. Tím của chị ấy rồi, Hồng Khuyên Nguyễn rồi. Rồi một con lưng cao này, lên giùm em mã sạch đen kèm số hên này. Một con lưng cao siêu cao luôn các chị nào. 55kg quay đầu này. 55kg quay đầu này, chút em mã cao đi. 55kg quay đầu mã cao, cái đó mã 10. Mã 10 của chị May Long nha. 55kg quay đầu mã cao. 55kg quay đầu mã cao, mã viền em còn nha chị ơi. Viền em còn nha. Còn con nào đâu cô thấy. 60kg quay đầu là em vừa cho em mã 05. 60kg quay đầu là em vừa mã 05 kèm số đó. Mã 10 em hết rồi nè. 60kg quay đầu mã 05. Mã 05. Dạ. Rồi, một con vải dạ nha, mã cao này. Mã cao cho chị Hồng Khuyên Nguyễn này, mã cao cho chị Hồng Khuyên Nguyễn này. Cái này. Mã cao đây. Rồi lên xem em đỏ đây, đỏ nhá, 50kg quay đầu đỏ. 50kg quay đầu đỏ. Rồi bé nè. 35-30-35kg bé. 30-35kg bé. 30-35kg bé. Rồi con này 60kg quay đầu cho em mã ngọc. 60kg quay đầu ngọc này, 05.
không năm hết rồi đúng không? Xanh đen. Xanh đen, ừ xanh đen. Xanh đen. Mẹ bí à, mẹ bí à, cho phải đâu. Đây, cho bí. Xanh đen này cho chị xanh đen chị Ngô Thúy Hương. Rồi lên xem em mã ngọc 60kg qua đầu ngọc. 60kg qua đầu ngọc. Rồi 60kg qua đầu beo. Mã bé này. Trời. Đây. Mã bí cho chị Trần Thanh Tâm. Rồi, mã beo kèm số này 60kg qua đầu beo. 60kg qua đầu beo ạ. Mã 05 là mã nào chị? 60kg qua đầu beo. À. Không phải. Đỏ, cái đó đỏ mà. Rồi con này 60kg qua đầu dây. 60kg qua đầu dây, mã ngọc cho chị Sử Quốc Bảo ạ. 60kg qua đầu dây ạ. 60kg qua đầu dây. Rồi bé đen này các chị này. Bé đen nha. 55. À không. Chị chốt xong người ta thì làm sao em chốt 35kg qua đầu này. 35kg qua đầu cho em mã bé đen. 35kg qua đầu cho em mã bé đen ạ. Rồi 60kg qua đầu dạng su nè. Dây của chị Hồng Khuyên rồi lên em mã beo. 60kg qua đầu beo. 60kg qua đầu beo. Yếm hả? Mã yếm hả? 55kg qua đầu xe mã cam. Mã bí của chị Nguyễn á, Nguyễn Thăng, Nguyễn Thăng. Mã dây đây, mã dây. Phải không? Mã beo mà. Mã beo mà. Beo này cũ. Dây mày chốt rồi chị. Rồi mã cam, mã cam kèm số đấy, mã cam nha. Lên giùm em cam kèm số đấy, cam. Cam kèm số của em ạ. Mã dây em hết rồi chị ơi. Mã beo em chốt cho chị Nguyễn Thị Lan này. 55kg quay đầu cho em Hồng. 55kg quay đầu này. 55kg quay đầu Hồng của em ạ. Chặt 33 chứ. 55kg quay đầu tím. 55kg quay đầu tím này kiểu dạng liền mà. 55kg quay đầu tím của em nhá. Chưa chị ơi, chị chưa được cái nào hết. 35kg quay đầu cho em mà bé xám ạ. 35kg quay đầu mà bé xám. Mã xuông. Em có mã cam chị ơi. Em không có mã xuông nhá. Cái này mã bí đúng không? Cái đó là bé gì mà tím. Rồi quần này các chị nè. 50kg quay đầu. Không, từ nãy giờ chị không có được. 50kg quay đầu cho em mã quần này. 50kg quay đầu là mang vừa mã quần nha. 50kg quay đầu là mang vừa quần của em ạ. Con này là phối da các chị này, phối da nhá. Bé xám cho chị Trần Thanh Tâm. Rồi lên giùm em mã da kèm số hên này, mã da nha. 55kg quay đầu da. 55kg quay đầu da. Rồi con này siêu to 55-70 này. 55-70-80 thì ok hết nè. 55kg đổ lên là mang đẹp con này nhá. Mà vừa nhá, lên lên mã quần to. Tím của chị Ngô Thủy Hương. Mã quần to. Rồi chân váy này, 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã chân váy. 50kg quay đầu là mang vừa chân váy của em nè. Rồi chân váy ren nè. Rồi con này chị nào 53kg quay đầu lên xem em mã ren. 53kg quay đầu mã ren. Mã da cho chị may luôn ra. Rồi chân váy đỏ này. 50-55kg cho em đỏ ạ. Quần to cho chị Nguyễn Thị Lan. 50-55kg này. Số lượng nhiều bảo sĩ sao. Giá này em đang xả cho hết hàng ấy chị ơi. Lên giùm em đỏ ạ. Đỏ kèm số ạ. 40-48kg mang vừa. 40-48kg mang vừa mã 02. 40-48kg mang vừa cho em mã 02 nè. 40-48kg mang vừa mã 02. Nhưng mà chị chốt sau chị ơi. 50kg quay đầu cho em mã tím này. 50kg quay đầu quần tím nhá. Rên 50kg quay đầu cho em mã tím. Rên cho váy cho chị Trần Loan. 50kg quay đầu tím của em nhá. Tím. Rồi chân váy đỏ đô nè. Chân váy đen hả? Cái đó là mã 02. Chân váy đó. Chân váy đen cho chị Sang Sang. Rồi lên xem em mã đỏ đô kèm số của em này. 45-53kg cho em đỏ đô. 45-53kg cho em mã đỏ đô nhá. Rồi chân váy này siêu nhỏ nè. Rồi chị nào 40-48kg mang vừa cho em mã tím ạ. 40-48kg mang vừa tím của em nha. 40-48kg mang vừa tím ạ. Rồi quần này siêu đẹp này các chị này. Quần lửng lửng này các chị này. Chị nào quần lửng lửng nè. Rồi con này chị nào 45 này. 45-55kg ạ. Tím cho chị 45-55kg cho em mã nâu. Lớp ly lùng. Mã đỏ đô. Đỏ đô cho chị Phạm Hải. Rồi lên xem em mã nâu kèm số này. Trời ơi, có 100k 3 cái cho chị này. Mã 02 của chị Ngô Thúy Hương. Rồi lên xem em mã nâu. Nâu kèm số em nâu nha. Rồi khoác này các chị này xả luôn đồng giá luôn nha.
xả luôn các chị đồng già luôn ạ. Má nâu của chị Lê Thị Lan Anh, 55kg quay đầu là mang vừa cho em mã khoác nè. 55kg quay đầu là mang vừa mã khoác của em nè. 55kg nhá. 55kg quay đầu khoác của em ạ. 55kg quay đầu khoác nhá. Rồi Dung này, con này chị nào 52kg quay đầu cho em mã Dung. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã Dung kèm số đấy. Mã khoác của chị Vũ Hiền nè. Chị ơi chốt đủ đơn giúp em nha chị em ơi. Em còn sót bộ các chị nè. Em còn sót bộ nha. Rồi 99k này, 55kg quay đầu 99k cho em mã bộ này, bộ 99 á. 55kg quay đầu bộ 99k kèm số của em này, mã bộ nha. 55kg quay đầu bộ 99k kèm số của em này, quần dài nha các chị này, mã bộ nha. Bộ nè. Bộ kèm số của em nha, bộ ạ. Hết rồi chị ạ, khóa em hết rồi. Rồi 55kg quay đầu cho em nơ, phối da này, phải giữ phối da, không phải phối da. 55kg quay đầu nơ. 55kg quay đầu nơ. Rồi một con là áo bích lông này, mã beo. Lên giúp em mã beo kèm số mã bộ cho chị Hoài Bùi. Mã beo kèm số em nhá, 50kg quay đầu beo. 50kg quay đầu beo dành cho bộ chị nào, dành cho chị nào mà chị nào mà size to nè. Chị nào mà mặc size to nè. Size to nhá. Kiểu như là bộ như tiểu thư, tiểu thư nè. Rồi bộ ngủ nha các chị ơi. Free size con này size to nhá. 55kg đổ lên này, 55kg đổ lên nha. 55kg đổ lên nè. Rồi lên giùm em mã bộ hồng nè, bộ hồng. 99k mã bộ hồng nhá, bộ hồng 99k kèm số này. Bộn bộn. À rồi 99k này cho đây mã bộ hồng 99 này. Bộ hồng 99k nhá. Siêu yêu luôn các chị nè, bộ hồng nhá. 99k mã bộ hồng. Bộ hồng 99. Rồi quần siêu to này các chị này. 70kg quay đầu giùm em. À 65kg chứ. 65kg quay đầu là giùm em này cho em mã to. Rồi mã to kèm số này, mã hồng. Ok, chị đã khô một số nha. Bộ hồng, bộ hồng. Cho chị Tâm Từ Bi. Tâm Từ Bi à? Bữa trước là bữa trước gọi được không? Mã tím này, Tâm Từ Bi ơi, bữa trước gọi con chị đâu được đâu chị. Rồi con này còn nguyên tang này, mã bộ hồng này. Bộ hồng cho ai? Cho đèn lên số các chị ơi. Mã beo còn không? Beo còn. Beo cho chị khứ quá. Bữa trước bà này có đâu mà gọi được đâu. Các chị ơi, chốt hàng bên em là nhờ gọi điện nhờ bắt máy các chị ơi. Bộ hồng cho chị Ngô Thúy Hương. Rồi con này lên xem em mã cam kèm số em này, 52kg quay đầu cam còn nguyên tang nguyên mạc nhá. Mã cam kèm số em ạ. Cam. 55kg quay đầu cho em sọc. 55kg quay đầu cho em mã sọc nè. 55kg quay đầu sọc nhá. Quần đen nè. 55kg quay đầu cho em mã quần đen. 55kg quay đầu cho em mã quần đen nè. Đen. Còn nha chị Tâm, chị đã khô một xuân ơi. Mai có gì nhân viên sẽ chốt hàng cho chị nhá. Rồi con này 60kg quay đầu một con siêu phẩm này. Rồi 49k này cho em mã xanh. Xanh 49k kèm số nè. Rồi xanh 49k nha. 49k mã xanh. Xanh 49 nè. Xanh 49. Rồi quần to này các chị nè. Rồi 55 này, 55 70kg rồi ok hết nha. 55 70kg này, 55 70kg này cho em mã số 10, mã sọc cho chị à. Lê Lài, sọc cho chị Lê Lài. Chốt đủ đơn giúp em nha chị còn ơi. Còn tem này, còn tem cho chị Thảo La này. Mã xanh cho chị Ngọc Châu nè. Rồi lên giúp em mã 10, mã số 10 kèm số em mã 10 nha. Mã 10 kèm số ạ, mã 10 nha. Mã 10. Rồi xòe này siêu đẹp nè. 52kg quay đầu là mang vừa cho em xòe nha. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã xòe. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã xòe. Kèm số em là mã xòe nha. Mã xòe nè. Cái mã gì nữa? Cái cam của Thảo La. Mã xòe. Quần đen rồi. Của ai vậy ta? Quần đen nè. Quần đen cho chị Ngô Thúy Hương. Rồi. Em còn bộ nè các chị này. Rồi 60kg quay đầu. 60-65kg quay đầu nè. Rồi lên xem em mã bộ kèm số em này. Bao nhiêu? Rồi xả các chị 99k này. 99k cho em mã bộ nhá. Bộ 99k kèm số này. Rồi mã xanh này. Mã xanh cho chị Ngô Thúy Hương luôn nha. Mã này hả? Ừ.
Rồi lên cho em mã bộ này, mã bộ kèm số em nha. Rồi cho em mã bộ nè. Free size bộ nhá. Bộ này 99k mã bộ. Bộ 99k. Mã này là mã gì ta? Đen à? Xòe. 50kg quay đầu này, 50kg quay đầu cho em đỏ nè. Bộ này cho chị Sang Sang. 50kg quay đầu này cho em đỏ nhá. 50kg quay đầu đỏ. Quần bầu này hoặc bụng chị nào to nè. Rồi 60kg quay đầu xám. 60kg quay đầu xám của em nè. Rồi chân váy này, duy nhất đúng còn một con này. Lên cho em mã chân váy này. 47kg quay đầu làm em vừa. 47kg quay vừa cho em mã chân váy này. 47kg quay đầu làm em vừa cho em mã chân váy này. Tị tâm từ bia bởi trước. Vì có đơn hàng ở bên bên cam. Em mã cam là mã nào? Mã cam rồi, đó là rồi. Rồi 55kg quay đầu là em vừa. 55kg quay đầu là em vừa mã xòe nè. 55kg quay đầu lên là em xòe nha. Đỏ hay hả? Tâm, mà đỏ, mà đỏ hả ta? Ừ. Mã đỏ của chị lớp ly lùng. Còn một bộ, hai bộ gì đó. Rồi em còn ít bộ nè. Rồi 60kg quay đầu nha. 60kg quay đầu này. Rồi lên xem em mã số 1 nè. Rồi 99k cho em mã 1 nhá. Mã 1 99k luôn nè. Mã 1 99k. Trong váy của chị Tuấn Son. Rồi mã 1 99k mã 1 nè, mã 1 nhá. 99k cho em mã 1 nguyên bộ như này nhá. 60kg quay đầu mã 1 này, 99k mã 1 ạ. 1 99k nè. Con này bữa trước bán 120k, giờ sale luôn các chị đồng. Bao nhiêu đồng giá? Rồi cho sale các chị đồng giá luôn nhá. Rồi con này chị nào 55kg quay đầu. Rồi đây xem em mã đỏ kèm số của em này. Mã 1 này. Chị Hoa Bùi ơi, chị có một bộ rồi đấy. Khác nhau. Okay, rồi mã 1 cho chị Hoài Bùi ạ. Rồi con này lên xem em mã hoa, à mã đỏ này, mã đỏ kèm số của em này, đồng giá luôn nhá. Rồi chân váy các chị này, 50kg quay đầu chân váy ạ. 50kg quay đầu chân váy của em nha, 50kg ạ. 50kg quay đầu chân váy của em ạ. Mã xòe. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã quần xanh. 50kg quay đầu cho em mã quần xanh kèm số của em ạ. Mã xòe của chị Hậu Minh. Huệ Minh ơi, chốt đủ đơn giúp em với nha chị Huệ Minh ơi. Rồi con này lên xem em mã xanh, mã quần xanh này. Ừ, mã xòe cái kìa. Mã đỏ cho chị Hoàng Phượng này, đỏ là cái này này. Rồi con này lên xem em mã quần xanh kèm số này, quần xanh nha. Quần xanh. Bộ khoác này các chị này. Trời ơi, nó đẹp các chị ơi. Rồi con này quần ống le các chị này. Quần ống le. Trời ơi đẹp vầy các chị ơi, của 99k các chị ơi. Trời ơi đẹp quá các chị ơi. Chị nào hot link con này giùm em đi nào. Rồi lên giùm em mã bộ đẹp, à mã đẹp đi. Mã đẹp kèm số em này. Con này size nhỏ thôi nha, 50kg quay đầu. Chân váy cho chị Thanh Thúy. 50kg quay đầu làm em vừa. 99k này, 99k này cho em mã đẹp nhá. Mã đẹp 99k kèm số em này. Đẹp 99k kèm số nhá các chị ơi. Tin nỏ ông của 99k một cái các chị ơi. Một bộ nè. Rồi, lên giùm em mã bộ nè. À, lên giùm em mã đẹp nè. 99k mã đẹp nhá. Đẹp 99 nè. Trời ơi, nó đẹp. Mã đẹp này chốt kìa. Rồi, mã đẹp nè. Comment đúng mã nha các chị ơi. Mã đẹp 99k nữa cho chị Phương Thuế á. Rồi, con này lên giùm em mã xám. Kèm số của em này mã xám nhá. Con này chị nào có tầm 55kg quay đầu mã xám. 55kg quay đầu cho em mã xám này. 55kg quay đầu sáng của em. Trời ơi, xả các chị ơi, xả tin nó không? Rồi, nguyên bộ nè. Rồi, lên giùm em mã 02 kèm số em nè. Rồi, mã 02 kèm số em nguyên bộ nhé các chị nào. Lên giùm em mã 02. 55kg quay đầu là mang vừa mã 02. 99k luôn các chị nè. 99k cho em mã 02 này. 0299k kèm số em là 02 nhá. 99k cho em mã 02, 0299k kèm số của em này. Rồi mã xám cho chị Sử Quốc Bảo ạ. Rồi quần là quần viền nhá chị nè, quần là quần viền. Rồi mã 02 99k02 này, trời ơi nó đẹp. 99k mã 02. 99k mã 02. Nâu siêu đẹp rồi. Rồi cho em mã nâu, 55kg quay đầu nâu. 55kg quay đầu nâu nè. 55kg quay đầu nâu.
xám này. Xám thế nào bé? Xám hết rồi. Em còn mã 02. Mã 02 cho chị Sử Quốc Bảo ạ. Rồi con này 55 kg que đầu beo. 55 kg que đầu beo cho em ạ. 55 kg que đầu beo nha. 55 kg que đầu beo. Rồi con này 50 tới 55 kg này. 50 55 kg nhá. 50 55 kg này cho em mã 03. 50 55 kg cho em mã 03 kèm số này, 50 55 kg này. 50 55 kg nào cho chị Hoa Đỗ. Rồi bộ nữa nhá. Rồi nguyên bộ nhá. Để em xíu ạ. Mua hả? Để em xíu nhá. Rồi áo này. Trời ơi nó đẹp các chị ơi. 55kg quay đầu là mang vừa con này. 55kg quay đầu 49k này. 49k cho em mà mũ ạ. Mũ 49k kèm số em này mũ nhá. 49k mà mũ ạ. Mũ 49k kèm số em nè. Con này 55kg quay đầu là mang vừa. Mũ 49k. 49k mà mũ kèm số em mũ 49 á. Mã 03 cho chị Ngô Thùy Hương. Nguyên bộ, bộ mũ ăn đấy, còn bên cho cả bộ mũ cho em. Nguyên bộ nhá, trời ơi lên xem em mã bộ mũ đấy, mã bộ mũ nhá. Mã bộ mũ này, 99k bộ mũ nhá. Bộ mũ 99k các chị ơi, bộ mũ nhá, bộ mũ 99 á. Bộ mũ 99k. Cái đó là bộ nha mấy chị ơi. Cái đó là nguyên bộ nhá. Rồi con này lên xem em mã viền kèm số em đây, 55kg quay đầu viền của em nhá. 55kg quay đầu là mang vừa cho em mã viền ạ. 55kg quay đầu cho em mã viền. Mã viền kèm số em này, mã viền nhá, 55 ký quay đầu. 55 ký quay đầu viền. Rồi bộ nữa này. Bộ mũ cho chị Sang Sang. Xem. 55 ký quay đầu là mang vừa, 55 ký quay đầu là mang vừa ạ. 55 ký quay đầu là mang vừa. Con này lên cho em mã số 05 kèm số em này bộ nhá. 99k cho em mã 05. 0599k kèm số em này 05 nhá. 99k cho em mã 05. 0599k mã 05 kèm số em này nguyên bộ nhá. Nguyên bộ này các chị này, mã 05. Mã 05 kèm số em là comment đúng mã nha mọi người ơi, mã 05 nha. Không. Mã 05 kèm số em này nguyên bộ mã 05. Chị nào có đơn quan em tranh thủ chốt đủ đơn giúp em đi nha các chị ơi. Mã viền. Mã viền cho chị Ngô Thúy Hương. Mã viền cho chị Ngô Thúy Hương ạ. Viền chị Ngô Thúy Hương nhá. 60kg quay đầu là mang vừa con này nhá. 60kg quay vừa. Rồi 49k cho em mã đuôi cá này. Đuôi cá 49k kèm số em. Đuôi cá 49k kèm số 60kg quay đầu. Đuôi cá 49k này. Rồi em gần bộ 05. Bộ 05 cho chị Sử Quốc Bảo ạ. Quần ống rộng nha các chị ơi, quần ống rộng nè. Nó lên xem em mã suông, mã ống suông kèm số em này. Nó lên xem em mã suông kèm số nhá, suông kèm số em. Con này chị nào cỡ tầm 50-60kg đều được nhá. 50-60kg này. 50-60kg cho em mã suông. 50-60kg này. 50-60kg cho em mã suông. 50-60kg cho em mã suông. Đuôi cá này, đuôi cá cho chị Hoa Đỏ ạ. Mã suông 49k đấy. Đưa vào xuống. Em không nhớ đâu chị ơi, có gì mà em chốt hàng chị nhá. Rồi con này lên xem em mã váy kèm số em này, 52kg quay đầu váy của em. 52kg quay đầu váy á. 52kg quay đầu váy nhá. Xuống em chốt cho chị Phạm Hạnh, có quần đùi nha chị ơi, nhưng mà từ nãy giờ hả? 55kg quay đầu tím này, 55kg quay đầu tím nhá. 55kg quay đầu beo. Mã xuông chị Phạm Hạnh. Rồi. À xuông, xuông rồi. Chị Phạm Hạnh rồi. Xuông chị Phạm Hạnh rồi nhá. Váy là mã nào? Xuông là cái này mẹ. Xuông chị Phạm Hạnh. Cái này mà xuông. À mã cái quần. À cái quần rồi cho chị Phạm Hạnh rồi. Em còn mã váy, mã váy cho chị Hoa Đỗ ạ. Mã này đúng không? Ừ. Váy cho chị Hoa Đỗ ạ. Tím này.
Nguyên Huệ có đơn chưa? Nguyên Huệ cho đàn không lên số này mà tín nhường cho chị Phạm Hằng. Tín chị Phạm Hằng. Rồi mã beo. Mã beo. Rồi một con phối da này, lên cho em mã da. 60kg quay đầu cho em da. 60kg quay đầu da. 60kg quay đầu da. Rồi một con phối lông. Rồi lên giúp em mã lông kèm số này, mã lông. Chị nào 50kg quay đầu lông. 50kg quay đầu lông. 60kg quay đầu nâu. 60kg quay đầu nâu. 60kg quay đầu nâu nhé. Rồi quần xám các chị này, 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em mã xám. 55kg quay đầu xám của em này. 55kg quay đầu xám nhé. Xám của em. 50-60kg quay đầu này, quần xanh cho em mã sọc kèm số đấy. 60kg quay đầu sọc nhé. 60kg quay đầu sọc của em ạ. 60kg quay đầu sọc nhé. Nâu qua mã nâu của chị Sử Quốc Bảo. Mã da của chị Huệ Minh. Bèo. Rồi một con siêu lạ 55kg quay đầu nè. 55kg quay đầu cho em mã beo. Xám đi. Xám cho chị Thảo La. Rồi 55kg quay đầu beo. 55kg quay đầu beo, 50 tới 55kg nhé. 50 55kg beo cho em nào. Mã beo nha. 50 55kg beo. Mã lâu chưa? Lâu rồi. Beo. 50 55kg beo. Rồi con này lên giùm em mã dây kèm số em là mã dây nhá. Mã dây kèm số em là con này chỉ nào cỡ tầm 50kg quay đầu là em vừa. Một con đầm dây siêu đẹp này, 50kg quay đầu nhá. Rồi lên giùm em mã dây kèm số em 50kg á. Mã beo của chị Sử Quốc Bảo luôn. Rồi con này cho em mã đỏ kèm số em là đỏ này. Mã đỏ kèm số em nha. Chị nào 55kg quay đầu đỏ ạ. 55kg quay đầu đỏ đây. Dây của chị Trương Phối Phối. Đỏ. Đùi. 52kg quay đầu này. Một con quần đùi nhá. Lên xem em mã quần đùi. Quần đùi kèm số này. 52kg quay đầu quần đùi nhá. 52kg quay đầu quần đùi. Một con phối da này. Lên xem em mã da kèm số này. Mã da nhá. Mã da kèm số em này. 55kg quay đầu. 50 55 ký cho em ra. Đỏ chị Hoa đỏ. 50 55 ký cho em ra. Ra. Rồi quần đỏ các chị này, quần đỏ nha. Rồi 50 60 ký đây. Đây giùm em mã quần đỏ. 50 60 ký cho em mã quần đỏ kèm số của em 50 60 ký ạ. 50 60 ký cho em mã quần đỏ kèm số của em 50 60 ký này. 50 60 kg cho em mã quần đỏ nhá. 50 60 kg cho em quần đỏ. Rồi quần đen nào. 50 kg quay đầu cho em mã quần đen, quần đùi cho chị Huệ Minh. Quần đùi chị Huệ Minh này, chốt đủ đơn chị Huệ Minh nha, còn một con, chốt thêm một con cho đủ đơn nào. Rồi. Thì đủ đơn chết nãy mới được một con nào. Rồi lên giùm em mã quần đen. Quần đen kèm số nào. Quần xanh đen này các chị này. Con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu làm em vừa. 50kg quay đầu làm em vừa. Quần ống đứng này. Rồi lên cho em mã suông kèm số của em này. Mã suông kèm số của em nha. Mã suông. Mã suông kèm số của em suông ạ. Rồi 60kg, à 55kg quay đầu cho em sọc. 55kg quay đầu cho em mã sọc kèm số này. Mã dài. Lê Lài có đơn chưa? Lê Lài á? Ừ. Rồi mã đen cho chị lấp ly luôn. Đen chị lấp ly luôn, em còn đỏ này. Đen là cái nào? Ừ, lấp ly luôn. Rồi quần cam này. 50-58kg mang vừa cho em cam. 50-58kg mang vừa cho em cam. Thấy chị Phạm Thảo nhưng mà không thấy chị chốt chị nhá. Mã cam. Lấp ly luôn. Mã cam. Rồi
ký que đầu cho em đỏ. 55 ký que đầu là mang vừa đỏ của em nè. 55 ký que đầu đỏ. Xuông. Xuông là cái nào? Sọc, em chỉ có sọc thôi chị ơi. Xuông là cái nào chị con gái Hải Phòng ơi? Hết rồi. Rồi con này lên xem em nè. Cho em mã 10, mã 10. 55 ký que đầu là mang vừa mã 10. 50 55 ký mang vừa cho em mã 10. Mã đỏ này. Đỏ cho chị May Luân Giang. Đỏ đây. Mã đỏ cho chị May Luân Giang. Rồi quần xanh này các chị này, quần xanh đen nhá. Rồi lên xem em mã đứng kèm số của em này cho em mã đứng nhá. 55 ký que đầu cho em mã đứng ạ. 55 ký que đầu cho em mã đứng nhá. 55 ký que đầu đứng hộ em nè. Đỏ, mã 10 cho chị Sửu Quốc Bảo ạ. Mã 10 đây. Mã cam, mã đỏ. Ủa, mã đỏ là cái nào trời? Ủa, đỏ là cái nào các chị? Đỏ em hết rồi. Đỏ em hết rồi nha. Rồi con này lên xem em mã đứng. Bạn kẹp đứng. Em còn mã đứng. Đứng, đứng cho chị Thảo La. Thảo La đứng rồi. Đứng đâu? Đứng. Ra đây con, cứ vào đấy. Mẹ cứ đuôi cho thấy ra. 60 ký que đầu cho em ra. 60 ký que đầu cho em mã ra, con này phối ra nè. Tâm ơi, có quần đùi không? Cho chị hai cái em ơi. Hết rồi chị ơi. Hết rồi chị ơi. Không thì em để. Thế thì em để cái quần em đang mặc đây nè. Rồi, mà đứng cho chị Thảo La rồi nhá. Rồi con này lên xem em mã xám kèm số của em nè. 50 55 ký cho em xám ạ. 50 55 ký cho em xám này, quần cam em hết rồi chị ơi. Xám này là mã gì? Mã này là mã xanh. Mã này là mã 10. Mã 10 cho chị Sửu Quốc Bảo. Rồi mã không phải mã nào. À đúng rồi. Ủa cái này là có cái quần mà cái quần ren ren này. Cái quần ren ren này. Cái quần như kiểu kết hợp với lại quần kia kìa, quần đỏ đỏ nhưng mà lật lòi. Trời ơi nó đẹp các chị này, áo ngủ nhá. Rồi lên cho em mặc áo kèm số này. Bao nhiêu? 20k cho em mặc áo ạ. Áo 20k. 20k cho em mặc áo này. 20k mặc áo kèm số em, áo 20. Áo 20. Rồi yếm đỏ các chị đi biển đó. Rồi còn tang mát luôn nha, yếm đỏ này. Rồi lên cho em mặc yếm kèm số điện thoại cho em này. Con này hổ lưng nè. Mà xám cho Ngô Thúy Hương. Rồi yếm đỏ kèm số em này, yếm đỏ nhá. Yếm đỏ ạ. Áo cho chị Thủy Trần 20k. Chốt đủ đơn giúp em nha chị Thủy Trần ơi. Để may thêm dây vô. Về các chị may. May dây vô nha các chị này. Rồi lên xem em mã hoa xanh kèm số đây, 50 ký que đầu hoa xanh. 50 ký que đầu cho em hoa xanh. 50 ký que đầu cho em hoa xanh. Rồi khoác này các chị này. 55 ký quay đầu cho em mã khoác kèm số hen này, 49k mã khoác nha. Em đỏ cho chị Mai Luân Giang. 55 56 ký đổ lại là mang vừa. Rồi lên cho em mã khoác 49k mã khoác ạ, khoác 49 ạ. Khoác 49k. Hoa xanh của chị Trương Phối Phối. Nè ơi. Mà vô ghiên vậy biết à. Làm gì hết cô. Quá là vô ghiên vậy. Ai bức của bà này. Như này kiểu như là tí mà còn có quần kèm như kiểu kèm 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 cái gì ta gọi là cái gì khăn choàng mở hả chị ơi, mở hả, nó ra vô lại chị Hương Thu ơi, nó mở chị ra vô lại cho em với, lấy điện thoại tâm rồi. Con này lên xem em mã tím kèm số em này. Chị nào thích kiểu đẹp đẹp nè. À, kiểu trẻ trung nè. Cái đó là bên nào? Rồi, mã khoác này, mã khoác cho chị Ngô Thúy Hương. Bán cho tôi cái mông nào em bé ui. Rồi, lên xem em mã tím kèm số em là tím nhá. Tím kèm số em nè. Rồi 49k mã tím của em nè. 60 ký quay đầu 49k mã tím nhá. Tím 49 á. Tìm 49k nha, tìm 49k này cho chị Trương Phối Phối ạ.
rồi một con nhũ nè. Rồi con này lên xem em mà nhũ kèm số em này, nhũ nhá. Nhũ kèm số em này 45 kg quay đầu nhũ ạ. 45 kg quay đầu cho em mà nhũ kèm số em này 45 kg nhá. 45 kg quay đầu nhũ hộ em này 45 kg ạ. Rồi chân vầy các chị nào, chân vầy nhá. Mà tìm em hết rồi nè. 52 kg quay đầu là mang vừa, 52 kg quay đầu là mang vừa cho em ở chân váy á. 52 kg quay đầu là mang vừa cho em ở chân váy kèm số hơn là nhũ là mã nào? Nhũ là cái này đi. Con chị à, nhũ cho chị Thúy Vi. Nhũ cho chị Thúy Vi ạ. Rồi con này lên xem em mã nu kèm số em này, mã nu 45 kg quay đầu nu. 45 kg quay đầu nu. Trời ơi, tím này đẹp quá trời đẹp luôn á chị nào. 50 kg quay đầu tím của em. À lộ, 50 kg quay đầu cho em mã 02. 50 kg quay đầu là mang vừa mã 02. 50 kg quay đầu là mang vừa cho em mã 02 kèm số ạ. Rồi còn tên này các chị nào, còn tên nha. 50 kg quay đầu cho em mã còn tên. Nu nu. Nu cho chị May luôn Giang. 50 kg quay đầu cho em mã còn tên. Rồi cúp ngực. 48 kg quay đầu cho em mã cúp ngực. 48 kg quay đầu cho em mã cúp ngực nha. Mã 02 là chị Phạm Hằng. Rồi tay phòng nè, 60 kg quay đầu cho em mã tay phòng. Rồi 60 kg quay đầu cho em mã tay phòng này. Rồi 49k mã tay phòng nhá. Tay còn phòng tem. 49. Còn tem của chị cái gì? Tay phòng 49. Còn tem của chị Mai Long Giang này. Rồi 40 kg quay đầu cho bé này, 30-40 kg này. 30-40 kg cho em mã bé hồng. Cực kỳ đẹp luôn. Cúp ngực của chị Thúy Vi nha. Mã bé hồng kèm số ạ, bé hồng nha. Mã bé hồng. Rồi rêu nè, 50 kg quay đầu rêu. 50 kg quay đầu rêu ạ. Đầm đeo cái này. 50 kg tay phòng cái đó, tay phòng. 50 kg quay đầu cho em mã rêu. 50 kg quay đầu rêu. 50 kg quay đầu rêu ạ. Chốt đúng mã. À, mã kèm số điện thoại cho em nha. Bí hồng. Bí hồng cho chị Trương Phối Phối. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50 kg quay đầu làm em vừa cho em mã đỏ. 50 kg quay đầu nha. 50 kg quay đầu cho em đỏ kèm số em ạ. Rêu của chị Lovely Lùng. 50 kg quay đầu cho em đỏ nè. 50 kg quay đầu đỏ nha. Đỏ. Chị Nguyễn Huệ ơi, chốt hàng kèm số điện thoại giúp em mã. Trời ơi đẹp quá. Kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Siêu đẹp luôn, 50 kg quay đầu cho em mã đẹp. 50 kg quay đầu làm em vừa mã đẹp kèm số nè. Đỏ cho chị Hoa Đỏ ạ. 50 kg quay đầu đẹp nhá. 50 kg quay đầu cho em mã đẹp ạ. 50 kg quay đầu đẹp. Free size con này. Trời ơi đẹp quá. Free size con này 59k cho em ạ. Mã suông. Chị mã đẹp sợ rộ 59k cho em mã suông này. Mã đẹp cho chị Tống Xoan. 59k mã suông. Suông 59k kèm số em suông 59 đấy. Suông 59k kèm số em free size suông 59 đấy. Suông 59k. Suông 59. Rồi con này lên xem em mã vàng kèm số em này. Mã vàng nha. Mã vàng kèm số này. 52 kg quay đầu cho em mã vàng nhá. 52 kg quay đầu vàng của em ạ. 60 kg quay đầu là mang vừa. 20k cho em ở trắng đấy, áo trắng nhá. 20k cho em ở trắng ạ. Một con áo lệch vai nè. Rồi lên xem em mã lệch vai kèm số em này. Áo lệch vai nhá. 52 kg quay đầu mã lệch vai vàng cho chị Phút Sau Như Một này. Rồi 55 kg quay đầu cho em mã dây kiểu phía dưới là ren ren nè. Mã dây nha. 55 kg quay đầu dây. Mã su 59k của chị Thảo. 59k của chị Ngô Thí Hương. Rồi 60 kg quay đầu là mang vừa con này. 60 kg quay đầu là mang vừa nha. Ren này, lên xem em mã ren. 60 kg quay đầu là mang vừa mã ren nha. Lệch vai của chị Phút Sau Như Một. 60 kg quay đầu ren. 60 kg quay đầu ren. 60 kg quay đầu ren. 20 rồi. Áo trắng 20. Áo trắng 20 của chị Ngô Thí Hương. Rồi lên xem em mã beo.
Mã beo kèm số em này, mã beo 52 kỳ quay đầu beo. 52 kỳ quay đầu beo. Quần sọc nè. Chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55 kỳ này cho em mã sọc nhá. 45 55 kỳ cho em sọc ạ. 60 kỳ quay đầu cho em mã đen. 60 kỳ quay đầu cho em mã đen nè. 60 kỳ quay đầu đen. 60 kỳ quay đầu đen ạ. 60 kg quay đầu đen. Rêu của chị lớp Ly Nguyễn rồi. Rồi size to này 60 kg quay đầu nhá. 60 kg quay đầu có đính kim sa này. Rồi cho em kim sa, 60 kg quay đầu kim sa. 60 kg quay đầu kim sa. Đen chị Thảo La. Rồi có mũ nha các chị nào, có mũ nha. Rồi 49k cho em mã mũ ạ. 49k mã mũ free size này. Free size 49k mã mũ kèm số em này, free size. 49k cho em ạ, mũ ạ, mũ 49k kèm số ạ. Mũ 49k kèm số của em nè. Rồi con này bị mất dây này, về các kim chị sa. Về các chị phối dây giúp em với nha các chị ha. Kim sa của chị hoa đỗ nè. Rồi lên giúp em mã tặng nha. Mã sọc của chị Hải Phòng con gái nè. Rồi con này lên xem em mã xanh kèm số này, free size cho em xanh nhá. Free size mã xanh kèm số em này, free size nhá. Free size mã xanh, xanh free size này. Mã mũ hả? Xanh free size. Tặng là mã nào? Mã nào tặng này em cho chị Hoài Bùi nha. Quần đùi nhá các chị ơi, quần đùi nè. 50kg quay đầu cho em mã quần đùi. 50kg quay đầu cho em mã quần đùi nè. 50 kg quay đầu cho em cột đùi nhé. 35 kg quay đầu cho em bé. 35 kg quay đầu bé. 35 kg quay đầu bé của em nhé. Bé. Rồi free size con này cho em mã sọc nhá. Free size sọc mà. Free size mã sọc kèm số em ạ. Free size sọc nhá. Free size sọc ạ. Quần này lưng cao và ống loe này các chị này, lưng cao nha. Rồi lên xem em mã loe kèm số của em này. 45 tới 55 kg cho em mã loe, 45 55 kg á. Lên xem em mã loe. Quát các chị nha. 45 kg quay đầu khoác nè. Mã đùi, mã quần đùi cho chị Ngô Thị Hương. 45 kg quay đầu cho em mã khoác nha. 45 kg quay đầu khoác của em nè. 45 kg quay đầu. 45 kg đổ lại cho em khoác nhé. Rồi tay loe các chị này, 49k mã tay loe. 48 kg qua đầu tay loe 49k kèm số này. Tay loe 49k nhá, 49 qua mã loe của chị Thảo La. Tâm ơi. Để em siêu nhé các chị ơi. Tâm ơi để cái quần của em đang mặc cho chị nha. Mã này là mã gì Tâm? Mã này là mã gì? Tay loe 49k. Tay loe quần loe em hết rồi. Còn thì đã còn mã khác. Em còn mã khác nha. Tay loe 49k của chị Hoa Đỗ. Quần cam này. Dạ hip hop như cái chị nào. Quần cam. Lên cho em mã cam kèm số của em. Mã cam nhé. Mã cam 50 kg quay đầu là mắt. 50 kg quay đầu cho em hết rồi chị ơi. 50 kg quay đầu cho em mã suông. 50 kg quay đầu suông của em ạ. 50 kg quay đầu suông. Mà thể thao đó hoài chốt rồi. Trời ơi, ông ngủ nè. Rồi 20k này. 20k thôi các chị ơi, 20k nè. Rồi 20k cho em mã xám kèm số em này, ren ren này, áo mỏng nha các chị yêu nào. Rồi 20k nha, 20k này. 20k cho em mã ren ren 20 nè. 20k mã ren.
Ren 20. Rồi con này cho em mã hoa kèm số của em này, mã hoa nha. Mã hoa kèm số của em này cho em mã hoa nha, mã hoa này. Mã này mã gì ta? 55 ký que đầu hoa cái này. Cái xu xòe gì đó. Mã hoa kèm số của em là mã hoa nha. Cho đây mã hoa. Sáng hả? Rồi một con yếm siêu đẹp 50 ký que đầu yếm của em này. 50 ký que đầu cho em mã yếm nha, 50 ký que đầu. 50 ký que đầu là mang vừa cho em yếm ạ. Ren hả? Ren của chị lovely luôn này. 50 ký que đầu yếm ạ. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52 ký que đầu là mang vừa. Mặc sao đi, mặc sao đi. Kiểu lịch lịch vai vậy nha mọi người hả? Rồi con này chị nào 50 ký que đầu là mang vừa cho em mã lịch vai. 50 ký que đầu là mang vừa cho em mã lịch vai kèm số này. Mã lịch vai này. Ren. Ren em hết rồi nha. 55 ký que đầu này cho em mã nâu. Ừ. 55 ký que đầu cho em nâu ạ. Của chị hoa đỗ này, mã hoa của chị hoa đỗ này. 55 ký que đầu nâu. Quần này size nhỏ 45 ký que đầu này, cho đây mã quần. 45 ký que đầu quần giùm em ạ. Rồi của bé nha các chị này. Yếm của chị ngon này. 35 ký que đầu bé hộ em. 35 ký que đầu. 35 ký que đầu cho em mã bé này. 35 ký que đầu cho em mã bé này. Rồi con này 55 ký que đầu. 50 yếm. Yếm hết rồi. 55 ký que đầu là mang vừa cho em mã số 1 nè. 55 ký que đầu mã 1 nhá. 55 ký que đầu mã 1 kèm số ạ. Rồi 50 ký que đầu là mang vừa cho em mã thiết kế. 55 ký que đầu là mang vừa cho em mã thiết kế kèm số này. Cái mã lịch quay đó. Lịch quay đó của chị Ngô Phi Hương. Áo nâu có chuyện nào? Cái gì bra đàn đi đó. Chị bra đàn đi này có hàng bên em hả? À, này, để cái áo kia có. Ờ, con gì vậy? Trời ơi, áo nâu nha các chị ơi, lên xem em mặc áo nè. Mặc áo kèm số em free size con này, cho em mặc áo á. Free size cho em áo kèm số em ạ. Free size nha. Free size cho em mặc áo kèm số em mặc áo á. Free size này, lên xem em mặc áo kèm số nhá. Free size mặc áo ạ. Cái nào phía trước? Đó. Rồi zoom ren này. Trời ơi, sao mà đẹp dữ ấy. Đẹp dữ thần này các chị ơi. Zoom ren này các chị nào, zoom ren nhá. Rồi đây xem em mã zoom kèm số của em này. Rồi mã zoom nha, chị nào cỡ tầm 50 ký quay đầu cho em zoom này. 50 ký quay đầu zoom nhá. Áo cho chị Hoài Bùi. Cái đó đó. Hoài Bùi. Mã zoom Hoa Bùi. Hoài Bùi, Hoài Bùi, Hoài Bùi. Mã dung. Mã dung. Rồi quần, chị nào 50 tới 55 ký cho em mã quần. 50 tới 55 ký lên cho em mã quần kèm số của em này, 50 nhá. 50 55 ký mang vừa cho em mã quần ạ, mã quần kèm số của em, mã quần. Quần. Size to á chị này, 55 dâm. 65 ký á. Dung dâm của chị chị nào? 55 tới 65 kỳ nha các chị yêu này, 55 65 kỳ nhá. 55 tới 65 kỳ này, rồi lên giùm em mã. Mã size to kèm số E này cho em mã size to. Dâm của chị Trương Phối Phối nha. 55 65 kỳ cho em mã size to kèm số ạ, size to này. Nét gì? Mã size to. Size to kèm số em size to nha. Này. Rồi con này chị nào cỡ tầm 53 kỳ quay đầu là mang vừa, 53 kỳ quay đầu là mang vừa cho em mã 10. Đúng đúng rồi chị Dung Ngô nhá. Rồi mã size to này. Mã size to cho chị May Luân Trang. Rồi con này cho em mã 10 nhá. Mã 10 kèm số em là mã 10 nhá. Mã 10 này. Mã 10 kèm số em nhá. Cho em mã 10 ạ. Mã 10. Quần hả? Mã quần cho chị Ngô Thúy Hương này. Quần này các chị này. Rồi con này chị nào cỡ tầm. Chị nào cỡ tầm 50-60 ký này. Lên giùm em mã rêu nhá. Quần rêu này. 50-60 ký cho em mã quần rêu nha. Con này size to nha các chị nè. Rồi lên giùm em mã quần rêu. Quần rêu kèm số em ạ. Quần rêu nha. Quần rêu. Rồi yếm các chị nè. Rồi con này chị nào cỡ tầm 45 này. 45 tới 52 ký
ký mang bừa nhá. 45-52 ký nè. 45 tới 52 ký cho em mã dung. 45-52 ký cho em mã dung kèm số em ạ. Yếm, à lộn, yếm chứ. Đây giùm em ạ, yếm kèm số em ạ. Rồi áo. Áo nè các chị này. Rồi đây giùm em ạ, áo kèm số em này 20k mà áo nhá. 45 ký qua đầu mà áo 20k áo ạ. Áo 20k. Choàng này các chị này, phát choàng nhá. Rồi con này cho em mã choàng kèm số em này. Choàng kèm số em nhá, free size cho em mã choàng này. Free size choàng của em này, yếm chị Trương phối phối á. Free size mã choàng nhá, choàng free size. Free size mã choàng nhá, choàng free size ạ. Rồi một con tay phòng này, kiểu dạng thiết kế nhá các chị này, siêu đẹp luôn body nhá. Đây giùm em mã body kèm số em này, mã body nhá. Áo chị tụi các bạn. Ừ, 20k. Ok. Rồi choàng nè, em còn choàng. Ừ. Rồi mã body này, mã body kèm số em này, mã body 48 kg quay đầu body. 48 kg quay đầu body. 60 kg quay đầu nâu. Choàng của chị quay đầu nâu ạ. Choàng của chị Mai Long Giang này, 60 kg quay đầu nâu. Rồi con này cho em đỏ kèm số em này đỏ nè. Rồi 60 ký quay đầu đỏ hộ em ạ. Chùa wow. Con này phải mặc len mà thấy độ form nha các chị nè. Choàng của chị Mai Long Giang rồi nha. Trời ơi, đẹp quá. Đỏ của chị rồi. Hoa đỗ 49k này, 49k nha các chị ơi nè. Con này 49k nha. Rồi 49k này cho em mã body. Body 49k kèm số em nè. Body 49k cho em mã body nha. Body 49k. 50kg quay đầu body 49k mã body nha. Body 49 á. Em thấy chị heo bụi nha chị ơi. Nhưng mà chị chốt sau. Kỳ quay đầu cho em mã đen 55kg đó. Body của chị Diệp Trần trong trước nè. 55kg quay đầu cho em mã đen 55kg á. 55kg quay đầu cho em mã đen nha. 55kg quay đầu cho em mã đen. Rồi quần này. Chị nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 55kg này cho em mã hồng nha. 45 tới 55kg này hồng. 45 55kg cho em mã hồng nha. Mã hồng. Rồi, 52 ký quay đầu, 55 52 ký quay đầu này cho em mã cam. 52 ký quay đầu cho em mã cam này. 52 ký quay đầu cam. Đen hàng loạt quần luôn nha mọi người ơi. Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 45 tới 55 ký này cho em mã số 1 nha. 45 tới 55 ký này cho em mã 1 ạ. 45 55 ký cho em mã 1 nhé. 45 55 ký cho em mã 1 ạ. Rồi chị nào 50-60 ký cho em mã 2. 50-60 ký cho em mã 2. 50-60 ký cho em mã 2 nè. Mã 2 nha. Rồi ông đứng với chị nè. 50-55 ký đây. 50-55 ký cho em mã 3. 50-55 ký lên cho em mã 3. 50-55 ký cho em mã 3 nha. Quần hồng của chị Ngô Thúy Hương. Trời ơi mạng mấy chị giao mà sống nhanh vậy. Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 40 lạ 48 này, 48 tới 55 ký này. 48 55 ký cho em mã 4 ạ. Mã 1. Cái gì? Mã này mã gì? Mã 1 là cái này là mã mấy? Mã mấy? Cái này là mã 4. Mã 1 của chị Phạm Hà, mã 2 của chị Thảo La. Rồi con này lên xem em mã 5 kèm số em này. Con này là lưng cao nè. Con này là lưng cao nhá. Chị nào cỡ tầm 52 53 ký đổ lại là em vừa. Mã số 5, mã 5 kèm số em này, kèm mã 5 nhá. Mã 3 của chị mã 5. Phạm Hà chốt mã 1 này. Mã 3 của chị 50 60 50, chị nào 50 tới 56 kg này. 50 tới 56 kg là mang vừa nha, 50 56 kg nè. 50 56 kg mang vừa cho em mã tím này. 50 56 kg cho em mã tím. 50 56 kg cho em mã tím. Mã 5 màu gì tắm? Mã 5 là cái này nè. Mã 5 của chị heo bụi luôn, mã 4 của chị Phạm Hạnh. Rồi con này 55 kg đổ lại này, 45 tới 55 kg cho em mã 6 á. 45 tới 55 kg cho em mã 6 á.
45 tới 55 thì thêm mã 6 nhá. Rồi con này chị nào 58kg quay đầu làm em vừa. Em hết mã 4 rồi nè. Chị nào cỡ tầm 58kg quay đầu làm em vừa, 50-58kg này. Cho em mã 7 này, mã 7 kèm số em nhá. Mã 7 ạ. Mã 7 kèm số em, 7 nhá. Mã 6. Mã tím của chị Thảo La luôn nè. Mã 6 của chị Nguyễn Thăng. Mã 7 hết rồi đúng không? Mã 7 rồi đúng không? Không. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu, 45 tới 55kg này cho em mã 8. 45 tới 55kg cho em mã 8 kèm số này. 45 55kg cho em mã 8 này. Rồi chị nào cỡ tầm 40-50kg này cho em mã 9. 40-50kg cho em mã 9 kèm số này. 40-50kg cho em mã 9 nhá. Mã 9 ạ. Mã 9 kèm số em, 9 nhá. 9. 50-60kg cho em mã 10. 50-60kg cho em mã 10 kèm số em. 50-60kg cho em mã 10 nhá. 50-60kg cho em mã 10 ạ. Rồi cái này size to quá chị nào. Chị nào cỡ tầm 50 này, 50 tới 60 kg luôn nhá. 50 tới 60 kg này cho em mã 03. 50 tới 60 kg cho em mã 03 kèm số này, mã 03 nhá. Mã 03. Đây đang lên áo đây. Đây giặt áo đây. Tím mã mấy chị ơi? Tím em có hai mã lận. Có mình đúng mã nha các chị ơi. Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 40 này, chị mã nào 8 của chị Ngô Thúy Hương. 40 48kg mang vừa cho em mã áo ạ. 40 48kg mang vừa. Áo này 20k cho em mã áo nhá. Áo 20k này. 20k mã áo kèm số đó. 20k cho em mã áo. Mã 03 của chị Thảo La, mã áo của chị Heo Bụi. Rồi lên cho em mã khoác này. 48kg qua đầu khoác của em nào. Khoác lâu nha. À không, cái này là áo. Mã 10 của chị phút sau như một kiểu. Áo kiểu nha các chị ơi, con này là áo kiểu này. Rồi lên cho em mặc áo kèm số của em. Chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu cho em mặc áo ạ. 50kg quay đầu cho em mặc áo kiểu kèm số của em này. Áo kiểu nha. 50kg quay đầu áo kiểu ạ. 50kg quay đầu cho em mặc áo kiểu nha. Rồi con này lên xem em mã tặng này, mã tặng kèm số này, tặng nha. Rồi 53kg quay đầu cho em mặc áo đen. 53kg quay đầu là mang vừa áo đen nha. Từ nãy giờ chị Phan chị lên rất là nhiều nhưng mà chị không có lên số điện thoại thì em chốt hàng kiểu gì chị ơi. Rồi 20k này cho em mặc áo dây. Mã tặng em chốt cho chị Phạm Hằng. Áo dây 20k mặc áo dây kèm số em này, 20k cho em mặc áo dây nha. Áo dây 20. Áo dây 20k này. Chị Mỹ Ngọc ơi, chị cũng chốt đủ đơn đi chị ơi. Em lên đầm nãy giờ ơi, có body nãy giờ mà chị không có chốt. Rồi 45kg quay đầu cho em đỏ này. Áo dây 20k cho chị Thủy Trần. 45kg quay đầu đỏ nha. Rồi một con lưới siêu đẹp 55kg quay đầu cho em mã lưới. 55kg quay đầu là em vừa lưới của em nè. Lưới. Rồi 50kg quay đầu cho em hoa. 50kg quay đầu hoa. Áo đen. Quần nha các chị ơi, quần kiểu nha. Đây quần kiểu nha các chị ơi, quần kiểu nhá. Lưới hả? Mã lưới cho chốt cho chị Bé Ngọc nè. Quần kiểu nha các chị nào, quần kiểu nha. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu là em vừa. Cho em mã quần kiểu đây. Đây chị em mã quần kiểu kèm số em. Chị nào không thích cái phần này nhá. Chị nào mà không thích con này thì không lộn. Chị nào mà không thích cái phần da da ở ngoài này các chị có thể về sửa lại về ra nha cũng được nè. Rồi lên cho em mã quần kiểu này, quần kiểu nha.
kiểu. Chứ sao? Quần kiểu. 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 Rồi cho em mã dây. Mã dây kèm số của em này, 52 ký quay đầu dây. 52 ký quay đầu là mang đẹp dây nè. Dây. Chị Bé Ngọc chốt con này đẹp nè chị ơi. Chốt con này cho đủ đơn đi chị ơi. Em có đọc số con số ký bao báo số con số ký từng con một không mấy chị? Áo này. 20k cho em ạ, áo kèm số em ạ. Áo 20k là áo ạ. Rồi con này chị nào em chốt cho chị Thủy Trần. 50 ký quay đầu cho em ạ, áo này. Rồi 20k cho em ạ, áo ạ. 20k mã áo kèm số em, áo 20. 20k mã áo ạ. Rồi dạ xuống. Xuông các chị nào. Rồi cho em mã xuông. 49k mã xuông nhá. Áo của chị à, áo 20k của chị heo bụi. Xuông 49k kèm số của em này, xuông 49 á. Rồi 55 ký quay đầu, 49k mã xuông nhá. Xuông 49 á. Xuông 49 đấy. 60 ký quay đầu xuông 49 nhá mọi người ơi, xuông nhá. 49k xuông. Xuông. Rồi 55 ký quay đầu cho em hồng nè. 55 ký quay đầu cho em mã hồng nha. 55 ký quay đầu hồng ạ. 55 ký quay đầu hồng nha. Một con đầm dây nè. Rồi lên giùm em mã dây 50 ký quay đầu dây. Xuông 49k của chị Ngô Thế Hương này. Rồi lên giùm em mã dây. Mã dây. Rồi 20k cho em mã áo này. Áo 20. Ờ bà kia thì tay. Đâu, à không nghe số. Không, một đây, một đây nè. Rồi lên giùm em mã xám kèm số của em này, 50 ký quay đầu xám. 50 ký quay đầu cho em mã xám này, mã hồng. Mã hồng kìa. Mã hồng cho chị Nga Dương. Rồi lên xem em mã xám này, 20k mã xám này. Mã dây của chị Thúy Vy. Xám 20. Rồi 45 ký quay đầu cho em sọc. 45 ký quay đầu sọc cho em ạ. 45 ký quay đầu sọc cho em. Rồi con này có mẫu nha các chị nè. Con này có mẫu nhá. Xám của chị Nga Dương. Rồi chị nào 55 ký quay đầu cho em mã mẫu ạ. 55 ký quay đầu cho em mã mẫu nhá. Mã mẫu kèm số của em này, 55 ký quay đầu nhá. 55 ký quay đầu mẫu hộ em ạ. À. 55 ký quay đầu đen. 55 ký quay đầu đen. 55 ký quay đầu đen ạ. Rồi một con cổ lọ các chị này, lên xem em mã cổ lọ kèm số của em. 55 ký quay đầu cho em mã cổ lọ ạ. Mã mẫu của chị Sử Quốc Bảo. 50 ký quay đầu cho em đỏ ạ. 50 ký quay đầu đỏ đây. 50 ký quay đầu đỏ giùm em nhá. Rồi một con siêu phẩm. Free size con này 60k cho em mã siêu phẩm ạ. Free size con này 60k cho em mã siêu phẩm nhá. Siêu phẩm 60k. Siêu phẩm 60 kèm số của em. Siêu phẩm 60 nè. 60k mã siêu phẩm ạ. Đỏ cho chị Thúy Vy. 55 ký quay đầu này cho em mã sọc. 55 ký quay đầu cho em mã sọc kèm số này. Sọc. Hết pin này. Cái máy kia hết pin, cái máy kia
cà cà hoa hoa. Cổ lọ đâu? Cổ lọ là cái hoa hoa cổ lọ. Đây này. Đây này. Đây này. Cổ lọ của chị Ngô Thí Hương. Rồi áo đen nè, 60kg qua đầu áo đen. 60kg qua đầu cho em mặc áo đen kèm số nè. 60kg qua đầu áo đen. Áo đen nè. Ừ. Cái này cũng sạch trắng không? Không, hồi trưa là cái này mà, hồi trưa xài cái này nè. Thôi coi thử ở trên mấy thử. Coi thử ở trên. Rồi con này lên xem em mã đen kèm số của em này, mã đen nha. Sọc của chị Nga Dương này. Mã đen kèm số em đen nè. Màu đen. Bà Huệ tôi gửi hàng cho bà rồi, của tôi còn một con số phẳng. Rồi dây nè các chị này. 50kg quay đầu dây. 50kg quay đầu dây của em ạ. Đen là mã nào ta? 50kg quay đầu dây. Đây, dây. À, mã áo đen đúng không? Ừ. Áo đen của chị Mai Hồng Giang. Mã dây. Đúng rồi. À quên. Áo đen của chị Thảo Đặng. Thảo Đặng, Thảo Đặng. Rồi lên cho em áo đỏ nè. Dây của 50kg chị... quay đầu đỏ. Kiều Anh Đỗ. 50kg quay đầu đỏ của em này. 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu cho em đỏ. 50kg quay đầu làm em vừa cho em đỏ kèm số em 50kg nè. 50kg quay đầu đỏ. Tay lưới các chị ạ. 50kg quay đầu cho em ạ, tay lưới. Đỏ này hả? 50kg quay đầu cho em ạ, tay lưới ạ. Đỏ của chị Nga Dương. 50-60kg này cho em xanh nha. 50-60kg cho em xanh ạ. Chân váy dài các chị nè. Lưng chun. 50kg quay đầu cho em ạ, chân váy. 50kg quay đầu cho em ạ, chân váy kèm số ạ. Rồi một con siêu phẩm ống ống suông này. Lên giùm em mã suông kèm số này. 49k mã suông, suông 49k kèm số của em nè. 55kg quay đầu cho em mã suông. 45 tới 55kg cho em mã suông. 49k mã suông, suông 49k. Rồi con này size nhỏ này. 45kg quay đầu làm em vừa cho em mã nhỏ. 45kg quay đầu làm em vừa cho em nhỏ kèm số của em nè. Chân váy của chị Mai Hồng Giang. Rồi một con hồng nè. Kiểu màu hồng rút nhá chị nhá. 55kg quay đầu cho em mã rút. 55kg quay đầu rút của em ạ. 55kg quay đầu rút nhá. Rút của em. Rồi xanh nè. 60kg quay đầu cho em mã xanh nè. 60kg quay đầu xanh nhá. Sọc nha các chị nè, quần sọc nhá. Rồi 60kg quay đầu cho em mã quần sọc. 60kg quay đầu cho em mã sọc nhá. 60kg quay đầu cho em mã sọc ạ. Rồi con này 50kg quay đầu làm em vừa. 50kg quay đầu làm em vừa cho em mã dây này. 50kg quay đầu cho em mã dây. 50kg quay đầu dây này. 50kg quay đầu dây. 55kg đổ lại beo. 55kg đổ lại beo. 55kg là beo. Rồi lên xem em mã da. Phối da này. 55kg quay đầu da. 55kg quay đầu da. Mấy nhóm chị bé nó ghê. Rồi 45kg quay đầu là em vừa. Mã ren. 45 kg quay đầu ren. 45 kg quay đầu ren. Sợ. 55 kg quay đầu cho em tím ạ. 55 kg quay đầu tím đấy. 55 kg quay đầu tím ạ. Rồi một con body này, lên xem em mã nhũ kèm số của em nè, nhũ nha. 48 kg quay đầu nhũ ạ. Sợ em re rồi mấy chị ơi, chấm bài tương tác lên giúp em với ạ. Rồi 48 kg quay đầu lông. 48kg quay đầu lông à. Cái đỏ yếm hả chị? Rồi con này lên xem em mã yếm kèm số của em này, mã yếm nhá. 53kg quay đầu cho em mã yếm này. 53kg quay đầu cho em mã yếm. Nhũ hả? Nhũ, chịu Kiều Anh Đỗ ạ. Mã yếm kèm số của em yếm á. Rồi 55kg quay đầu cho em mã loe. 50-55kg lên xem em mã loe.
50-55 ký cho em mã loe. 50-55 ký cho em loe. Yếm. Rồi 45 ký quay đầu cho em sập. Yếm của chị heo bụi. 45 ký quay đầu cho em sập. Tím của chị Ngô Thúy Hương. 45 ký quay đầu sập nè. 45 ký quay đầu sập nhé. Mày nhổ em hết rồi nè. Sập. Yếm đỡ đó hả? Ờ, 50 ký quay đầu này cho em coi mã 1. Mai còn cái đó em để cho chị một cái 50 nha. 50 ký quay đầu cho em mã 1 nè. 50 ký quay đầu cho em mã 1 nhé. Long là mã nào? Long ở đây hả? Ừ. Long của chị Bích Ngọc. Ui. 45 ký quay đầu cho em mã 10. 45 ký quay đầu cho em mã 10 nhé. Còn cái nhưng mà Lê là mã nào? Lê là con Lê. Lê lâu lắm rồi. Đây. Lê. Mã quần Lê của chị Phước Sau như một. Mã rồi, một con chị? Siêu phẩm đấy. Một con siêu phẩm nha các chị yêu này. Một con siêu phẩm nha. Rồi con này chị nào cỡ tầm từ 48 đến 48 tới 57 ký đều mang đẹp. 48, 57 ký mang đẹp cho em mã siêu phẩm này. Mã lâu em cho có chị Bích Ngọc rồi nha. Siêu phẩm 49k kèm số em này siêu phẩm nhá. 49k mã siêu phẩm ạ. Siêu phẩm 49k. 50 ký quay đầu này cho em mã hoa. 50 ký quay đầu là mang vừa mã hoa. Nó xuống rồi. Siêu phẩm là mấy cái này đó. Siêu phẩm của chị Sử Quốc Bảo. Siêu bẩn hả? Rồi 60 ký quay đầu là mang vừa cho em áo. 60 ký quay đầu là mang vừa áo của em ạ. Rồi 50 ký quay đầu cho em đỏ. 50 ký quay đầu cho em đỏ này. 50 ký quay đầu cho em đỏ nhé. Rồi 45 ký quay đầu một con áo siêu đẹp lên xem em beo. 45 ký quay đầu beo. Beo. Rồi cho em mã trắng đi. 50 ký quay đầu cho em trắng. 50 ký quay đầu cho em trắng. Rồi quần này. Đó, 52 ký quay đầu Nguyễn Thăng. 52 ký quay đầu này cho em mã quần nha. 52 ký quay đầu cho em mã quần. Rồi lên xem em mã tặng nè. Tặng nha. Tặng là mã nào? Rồi cho em mã reo, reo 60 ký quay đầu reo. Áo nào? Áo của chị Ngô Thúy Hương. Free size con này cho em mã size to. Mã đỏ em hết rồi nè. Free size con này cho em mã size to kèm số ạ. Free size cho em mã size to nha. Mã tặng của chị heo bụi. Rồi 50 ký quay đầu cho em mã cần tem. 50 ký quay đầu cho em mã cần tem. 60 ký quay đầu cho em mã nâu. 60 ký quay đầu nâu. Trắng hả? Chị Ngô Thúy. Trắng của chị Ngô Thúy Hương. 45 ký quay đầu cho em rêu. 45 ký quay đầu rêu. 55 ký quay đầu quần. 55 ký quay đầu quần. Say to của chị Nga Dương. Rồi cái này 45 ký quay đầu. Rêu của chị Ngô Thúy Hương. 20k mã đen. 20k mã đen. Rồi cái này của bé nè, 35 ký quay đầu. 20k cho em mã bé. 20k mã bé kèm số em này. 20k mã bé. Xả với chị mấy con này các chị này. Xả với chị mấy con 20k này. Rồi nghỉ nha. Rồi đỏ này 20k đỏ này. Đỏ 20 nâu này. Nâu chưa? Hậu Lê chốt hàng lên số nè. Rồi mã đỏ này, 20k đỏ nè. Đỏ 20. Đỏ 20. Đen 20k
Rồi, mã bé của chị Mai Loan Giang. 60kg quay đầu 20k mã ren. 60kg quay đầu 20k mã ren. Rồi 60kg quay đầu 20k cho em mã sọc. 60kg quay đầu cho em 20k cho em mã sọc ạ. 20k mã sọc nha, sọc. Em còn mã ren nha. Rồi cổ lọ các chị nào, cổ lọ nha. Rồi lên giùm em mã cổ lọ 20k, mã cổ lọ 55kg quay đầu 20k mã cổ lọ nha. Cổ lọ 20 kèm số của em, cổ lọ 20. Quần siêu to này, 65kg quay đầu, 55 tới 65kg này. 55-65kg này cho em mã to kèm số này, 20k mã to, to 20. To 20 kèm số của em này, to 20. Quần xanh này lên giùm em mã xanh kèm số này, 55kg quay đầu 20k mã xanh. Xanh 20 kèm số này, xanh 20. Xanh 20 kèm số của em, xanh 20. 50kg quay đầu cho em mã rêu 20k mã rêu. Có lọ. Mã rêu 20k này, rêu 20. Cổ lọ 20 của chị Mai Long Giang. Rêu 20 nè. Rồi 20k này cho em mã sọc, sọc 20 to cho chị Mai Long Giang. Sọc 20k mã sọc này, sọc 20. Sọc 20. Sọc 20. Rồi lên giùm em mã lạ 20k mã lạ 50kg mã đầu. Sọc của chị Yến Hùng 20k mã lạ này, lạ 20. Sọc đây này. Đã sọc đúng không? Đó. Cái này rồi 50-60kg này, 50-60kg này cho em tím này, 20k mã tím ạ. 50-55kg này cho em đỏ này, 20k đỏ. 50-55kg này, 20k đỏ nhá. Rồi lên chị hai con nữa. Rêu 20k của chị Ngô Thùy Ngô. Rồi em lên hai con nữa này, em kết thúc la này. Còn mã lạ là mã này hả? Mã lạ 20k của chị 50 55 kg này, 50 tới 55 kg này cho em mã suông này, 20k mã suông. Suông 20. 50 55 kg cho em mã hồng, 20k mã hồng. Hồng 20 kèm số của em là hồng 20 nhá. Hồng 20 này. Thôi bây giờ em kết thúc la nhá. Chúc các chị ngủ ngon này. Hẹn các chị ngày mai nhá. Xuống là bạn nào? Xuống 20k của chị Mai Long Giang nha. Tắt chưa? Em coi mã hồng nè. Chị nào hồng lại? Hồng của chị Mai Long Giang luôn. Rồi mã đỏ nè. Mã đỏ của chị Bé Ngọc. Rồi ok ok, mã đỏ của chị Bé Ngọc rồi nha. Rồi em thấy chị rồi. Hehehehe